Chương 476, anh cũng không thua kém gì. Những cô cậu học viên trẻ tuổi kia còn chưa kịp ổn định tinh thần thì vô cùng hốt hoảng, kính trong phòng tập võ không phải kính thường, mà là kính cường lực đặc biệt. Tuy rằng không thể ngăn được đạn nhưng cũng không thể chỉ vì một cú đấm của người trưởng thành mà vỡ tan thành như vậy. Vậy mà, bây giờ, nó lại bị vỡ bởi âm thanh phát ra khi hai người ra đấu. Mặc dù không hiểu rõ về các cảnh giới trong võ thuật, nhưng bọn họ cũng biết phải có võ công rất cao cường mới thể làm được như vậy bọn họ không ngờ vị đạo sĩ khách mời trong phòng tập võ này lại có võ công lợi hại như vậy tuy nhiên bọn họ càng thêm kinh ngạc hơn khi võ công của đường tuấn dường như không hề thua kém vị đạo sĩ trẻ tuổi vị đạo sĩ trẻ tuổi cũng cảm thấy khá bất ngờ sau đó thu bàn tay về ngay lập tức đường tuấn cũng thu lòng bàn tay về hai người chỉ mới thăm dò đối phương chứ không thực sự quyết đấu sinh tử anh rất giỏi, Mục Phương tán thưởng. Anh cũng không thua kém gì, Đường Tuấn nói. Một trưởng vừa rồi có thể thấy được sức mạnh của hai người khá ngang bằng nhau. Đường Tuấn cảm thấy có phần may mắn, nếu như anh không chấp thời cơ mà nhìn qua nhập thần bí mật, chỉ một trưởng vừa rồi cũng đã khiến anh bị trọng thương. Được rồi, cả hai đều là những tài năng trẻ, chúng ta vào trong phòng ngồi nói chuyện. Quách Thịnh Minh cố nén nỗi khiếp sợ, yêu cầu các các học viên giúp dọn dẹp hiện trường còn anh ta thì dẫn hai người đến phòng để chiêu đã khách quý trong võ đường của anh ta. Rắc, rắc, sau khi đường Tuấn và Mục Phương rời đi, trên mặt đất nơi họ đang đứng vang lên một âm thanh giòn tan, sau đó những vết nứt như mạng nhện lan ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ phòng luyện tập. Cái gì, các đệ tử đang quét giọng bỗng đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Cậu học viên lớn nhất ở phòng tập, vốn định nói sẽ dùng một tay đánh bại đường Tuấn, cũng hốt hoảng, sắc mặt tối sầm. Lúc này, cậu ta mới thấy mình ngây thơ cỡ nào, không biết trời cao đất rộng là gì. Ung ục. Audio điện tử võ tấn bền. Ấm trà gốm tinh xảo phát ra âm thanh, nước trong ấm đã sôi, từng làn khói bay lơ lửng trong phòng. Quách thịnh minh rót cho đường Tuấn và Mục Phương mỗi người một chén trà. Mục Phương chỉ nhấp một ngụm trà, động tác rất nhẹ nhàng, tựa như lại trở thành một đạo sĩ trầm ngâm yên tĩnh thay vì một tiểu chân nhân Hồng Lĩnh vừa thấy mặt đã ra tay ngay khi họ gặp nhau. Không biết tiểu chân nhân Mục Phương đến tìm tôi có chuyện gì không? Đường Tuấn nhấp một ngụm trà rồi hỏi. Chương 477, anh cần tôi làm những gì? Quách Thịnh Minh cũng thầm kinh ngạc trong lòng, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Tuấn, tuy Đường Tuấn đã là tông sư, nhưng vẫn chưa thể sử dụng thuần thục năng lượng chân chính của mình, nhưng bây giờ anh lại có thể giao đấu với tông sư huyền thoại Mục Phương mà không phân thắng bại thật không thể tin được khi có thể đạt được tiến bộ vượt bậc như vậy trong vòng chưa đầy 3 tháng. Dĩ nhiên là lần này tôi đến gặp anh đừng còn có chuyện khác nữa. Mục Phương cầm một tách trà trong tay, thong thả nói, anh hẳn đã nghe nói về bộ tộc người mèo đúng không? Đường Tuấn thầm giật mình trong lòng, nhưng vẫn gật đầu. Bây giờ, Đằng Vũ Vân là trưởng quản chín mạch phu cổ của bộ tộc người mèo, người này có hành vi rất tàn ác. Một thời gian trước, con trai ông ta mắc phải một căn bệnh lạ, để chữa trị cho con trai, ông đã giết chết hơn 20 người trong tích tắc, trong đó có rất nhiều võ sư. Núi Hồng Lĩnh của chúng tôi cũng có một sư thúc và một số đệ tử đi theo cũng không thoát khỏi sự việc này. Khuôn mặt của Mục Phương lộ ra vẻ phẫn uất. Hồng Lĩnh chúng tôi đang thống nhất mấy gia tộc có tiếng trong giới võ thuật, dự định đi bộ tộc người mèo tìm đằng Vũ Vân đòi công lý. Lần này tôi cố ý tới đây để mời anh Đường đi cùng chúng tôi. Ồ, Đường Tuấn lộ ra vẻ giật mình, nói hồng lĩnh các anh tập hợp rất đông các nhân tài lại còn liên hiệp với một số gia tộc có tiếng trong giới võ thuật khác nhiều người như vậy thì chắc cũng không ít các cao thủ tông sư tôi có đi cùng thì cũng không có tác dụng nhiều hơn nữa tôi cũng không có thù hằn gì với bộ tộc người mèo mục phương cười như không cười nhìn đường tuấn mỉa mai nói anh đường những lời này anh có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được tôi anh ta hơi cúi đầu nhìn tách trà tinh xảo xoay tròn trong lòng bàn tay rồi nói, chắc hẳn anh chính là người nhận nuôi cô con gái nhỏ của nhà họ Hoa. Đường Tuấn khi nghe lời này, mặt không đổi sắc nhưng trong lòng lại vô cùng hồi hộp. Hoa Tiểu Nam là một người thuộc bộ tộc mèo, thân phận vô cùng đặc biệt, nếu để người trong giới võ thuật biết được, e rằng sẽ càng thêm phiền phức. Anh không cần chối, phá hồng lĩnh chúng tôi và bộ tộc người mèo cũng có qua lại với nhau, tin tức về anh và con gái nhà họ Hoa đã lan truyền khắp bộ tộc người mèo rồi. Phải hồng lĩnh cũng không khó để biết, Mục Phương đặt chén trà trong tay xuống, đây cũng là mục đích tôi đến đây lần này. Chuyến đi này đến bộ tộc người mèo, cha con nhà họ đằng nhất định phải chết. Tuy rằng bộ tộc người mèo cũng là một bộ phận của giới võ thuật, nhưng không thể hỗn loạn được, vì vậy chúng tôi cần cô gái nhà họ hoa tiếp quản bộ tộc người mèo, giúp tình hình ổn định tình trở lại. Ngoặc kép, đường Tuấn nhìn chằm chằm Mục Phương hồi lâu, trong lòng khẽ thở dài. Một môn phái võ thuật như Hồng Lĩnh được truyền thừa qua hàng trăm năm, anh không thể tưởng tượng nổi họ có sức mạnh đến mức nào. Anh cần tôi làm những gì?" Đường Tuấn trầm giọng nói. Mục Phương nói là mời nhưng Đường Tuấn thậm chí không có quyền từ chối. Nếu anh muốn giết Mục Phương để diệt khẩu thì anh và Hoa Tiểu Nam thật sự có thể sẽ phải phiêu bạt giang hồ. Hơn nữa, anh không chắc mình có thể thắng được Mục Phương. Trên mặt Mục Phương hiện lên một nụ cười, nói: "Đến lúc đó, anh chỉ cần bảo vệ cô gái nhà họ hoa là được, còn những chuyện khác chúng tôi sẽ tự sắp xếp. Những gia tộc có tiếng trong giới võ thuật đi cùng chúng ta lần này hầu hết đều có mâu thuẫn với bộ tộc người mèo, e rằng sẽ xảy ra một số tranh cãi cần anh đứng ra giải quyết. Ngoặc kép, ha ha, nếu vừa nãy tôi thua dưới một trưởng của anh thì có lẽ anh sẽ cướp con gái nhà họ hoa đi ngay rồi. Đường Tuấn nhìn chằm chằm mục phương, lạnh lùng nói, chương 478, vết thương của đạo trưởng Huyền Phong thế nào rồi? Mục Phương cười cười, cũng không phủ nhận nếu muốn đạt được thứ gì, thì trước tiên phải có thực lực tương xứng. Nếu không có thì tốt hơn đừng nghĩ tới. Anh Đường, anh đang nghĩ như thế nào? Đường Tuấn nhìn chằm chằm Mục Phương, cuối cùng thở dài nói, đến lúc đó tôi sẽ dẫn Tiểu Nam đi cùng. Nhưng tôi có một điều kiện. Anh nói đi, Mục Phương đáp. Đường Tuấn nói, sau khi cha con nhà họ đằng chết đi, Tiểu Nam có muốn ở lại bộ tộc người mèo hay không là do cô ấy quyết định. Tôi không muốn cô ấy trở thành con rối của anh để điều khiển bộ tộc người mèo. Bộ tộc người mèo có vị trí địa lý đặc biệt, địa vị cũng không thua kém bất cứ gia tộc có tiếng trong giới võ thuật nào. Ở đó có rất nhiều bảo vật hữu ích cho việc tu luyện võ công, đây cũng là lý do tại sao khu vực bộ tộc người mèo rất nguy hiểm, nhưng nhiều chiến binh vẫn sẵn sàng đi đến đó. Nếu những người này muốn lợi dụng Hoa Tiểu Nam để biến bộ tộc người mèo thành sân sau của mình, Đường Tuấn nhất định sẽ không đồng ý. Mục Phương do dự một lúc, cuối cùng lắc đầu nói, chuyện này tôi không thể tự quyết được, tôi sẽ trở về và thảo luận với bọn họ, nhưng phái hồng lĩnh của tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô gái ấy. Cảm ơn, Đường Tuấn nói. Mục Phương cười nói, không cần cảm ơn, tôi phải là người nói tiếng cảm ơn anh mới đúng. Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Đường Tuấn, Mục Phương nói tiếp, Huyền Long Tử là thầy của tôi. Khi Đường Tuấn nghe vậy, anh đã hiểu ra. Đạo sĩ điên cuồng Huyền Long tử mà anh gặp ở ngoài thành cổ Bắc Ninh ngày đó chính là thầy của Mục Phương. Vết thương của đạo trưởng Huyền Phong thế nào rồi?" Đường Tuấn hỏi. Mục Phương đáp, "Thầy tôi vẫn rất tốt, thầy nói rằng ông ấy có một cơ hội tuyệt vời, có cơ hội được gặp đại đạo." Trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ khiếp sợ, đại đạo trong miệng Mục Phương đang ám chỉ cảnh giới Thần Hải, có nghĩa là Huyền Long tử có thể sẽ đạt được Thần Hải. Nhắc về điều này, rất cảm ơn anh Đường mục phương cảm kích nói nếu không phải anh chữa lành vết thương cho thầy huyền long tử thầy sẽ không thể lĩnh hội được sự tương trợ của nước và lửa để có thể tiến xa hơn trong võ thuật hóa ra là như vậy đường tuấn nghĩ đến hai luồng khí nóng lạnh trong cơ thể huyền long tử trong chốc lát đã hiểu ra thái cực quyền đề cao sự kết hợp của âm và dương trong cái rủi có cái may nên huyền long tử đã đạt được bước này sau khi trò chuyện với đường tuấn vài câu mục phương không ở lại lâu mà nhanh chóng rời đi anh ta đã ở thành phố Vinh đủ lâu, vì vậy anh ta phải trở về và thảo luận cùng môn phái của mình và các gia tộc khác về các điều kiện mà Đường Tuấn đã đưa ra. Sau khi Mục Phương rời đi, không khí trong căn phòng bèn trở nên yên tĩnh hơn. Không ngờ lần này Đằng Vũ Vân lại gây ra chuyện lớn như vậy, để cho rất nhiều võ lâm gia tộc muốn đối đầu với ông ta. Trong lòng Đường Tuấn khá lo lắng, anh vẫn lo ngại rằng Đằng Vũ Vân sẽ đến tìm anh để trả thù vì chuyện của Hứa Tiểu Nam. Không ngờ bây giờ anh lại đi theo đám người mục phương để giết Đằng Vũ Vân, thật đúng buồn cười. Chương 479, bên phía cha tôi có tin tức không? Nhưng không sao cả, giải quyết Đằng Vũ Vân có thể coi là loại bỏ một mối nguy hiểm tiềm ẩn. Đường Tuấn không có chút thương hại nào đối với Đằng Vũ Vân. Lúc này, một tiếng chuông điện thoại di động du dương vang lên, Đường Tuấn mới khôi phục tinh thần. Anh liếc nhìn màn hình điện thoại, người gọi đến là Trần Bá Phước tòa nhà văn phòng của tập đoàn Nam Nhật, thành phố Vinh. Tổng giám đốc Diệp, tôi vừa mới nhận được tin tức, Đường Tuấn đã trở lại thành phố Vinh. Ninh Đình Trung và thầy Quách Thịnh Minh đi đón anh ta. Một cô gái trẻ tuổi mặc đồ công sở màu đen báo cáo. Diệp Thanh Phương chỉ hơi ngẩng đầu, nói tôi viết rồi. Dáng vẻ của Diệp Thanh Phương đã nhanh nhẹn hơn, sắc mặt cũng thêm phần uy nghiêm và tự tin. Trong khoảng thời gian này, anh ta dựa vào sức một mình mình một lần nữa điều chỉnh và hợp nhất tập đoàn Nam Nhật, đã loại bỏ hoàn toàn các thành phần phản đối, thậm chí còn tổ chức đại hội cổ đông làm giảm bớt cổ phần của Đường Tuấn. Tất cả những chuyện này đều thuận lợi một cách lạ thường, giống như ông trời cũng đang giúp anh ta vậy. Điều này cũng làm cho Diệp Thanh Phương lấy lại sự tự tin trước ngày bị Đường Tuấn đả kích, khôi phục lại khí phách hiên ngang của cậu cả nhà họ Diệp. Tổng giám đốc Diệp, nếu Đường Tuấn tìm tới cửa làm sao bây giờ? có cần thông báo bảo vệ ngăn anh ta lại, khoảng thời gian trước không phải cậu Ninh cũng từng đến gây rối một lần rồi hay sao? Nếu Đường Tuấn tới nữa, e là các cổ đông khác của công ty sẽ ngấm ngầm bình luận không hay." Cô gái trẻ tuổi nhẹ nhàng hỏi. Lúc nói chuyện, bên trong đôi mắt đẹp của cô ta có chút khác thường, Diệp Thanh Phương bây giờ còn chưa tới 30 tuổi, nhưng đã là tổng giám đốc của tập đoàn Nam Nhật, lại có vẻ ngoài đẹp trai cao to, hơn nữa còn độc thân, là hình mẫu người chồng lý tưởng của cô ta tập đoàn Nam Nhật có không biết bao nhiêu cô gái muốn có cơ hội nói chuyện với vị tổng giám đốc này. Ngầm ngầm bình luận không hay, Diệp Thanh Phương đát cây bút trong tay xuống, ngả người, tựa lưng vào chiếc ghế dựa lớn, trong văn phòng rộng thanh thang của mình, con mắt hơi nheo lại, nói, đường Tuấn nắm giữ quá nhiều cổ phiếu của loại thuốc mới, đám cổ đông kia đã bất bình với anh ta từ lâu rồi. Tôi chẳng qua là thuận nước đẩy thuyền thôi, cổ phần của đường Tuấn trong công ty giảm đi, cổ phần trong tay bọn họ tăng lên chấm hỏi ngoặc kép. Cộc cộc cộc, anh ta gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nói tập đoàn Nam Nhật của họ Diệp chứ không phải họ Đường, coi như Đường Tuấn tới vừa khóc vừa gào, cũng không thay đổi được sự thật này. Anh ta chỉ là bỏ ra hai công thức điều chế thuốc vớ vẩn mà thôi, cùng lắm tôi trả lại cho anh ta hai công thức đó. Nhưng mà tổng giám đốc Diệp, nếu trả lại cho anh ta công thức điều chế thuốc, công ty của chúng ta còn có thể tiếp tục sản xuất sao? Trong mấy năm trở lại đây, Việc bảo vệ bằng sáng chế diễn ra rất gắt gao. Cô gái trẻ nghi ngờ nói: "Chương 480, con ngậm miệng lại cho ta." Diệp Thanh Phương nói: "Đừng nói cho ông ta biết tin Đường Tuấn trở về, cứ giấu đi trước. Chờ tôi xử lý xong xuôi tất cả mọi chuyện rồi nói sau. Đến lúc đó, ông ấy sẽ biết ai mới là người thắng cuộc, ai mới là người có thể dẫn dắt tập đoàn Nam Nhật đi được xa hơn nữa." Anh ta đứng trong phòng, thông qua kính cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc tráng lệ cầu thành phố lẩm bẩm nói đường tuấn anh đừng làm cho tôi thất vọng là anh bước tôi đến bước ngày hôm nay thế nhưng tôi có chuẩn bị cho anh một món quà lớn nếu anh không chịu nổi đòn đả kích này thì lại càng thú vị hơn ha ha kể từ cái ngày méch anh ta thiêu hủy phần hiệp ước bí mật của đường hạo và tập đoàn nam nhật tảng đá lớn trong lòng của anh ta hoàn toàn tiêu tan giống như anh ta đã nắm được thóc của đường tuấn trong mắt anh ta đường tuấn chỉ là một con chuột bị mèo vờn đã không còn gây nguy hiểm cho anh ta được nữa. Ngay lúc Diệp Thanh Phương cảm giác đã nắm hết tất cả trong tay, Trần Bá Phước đã đến theo lời hẹn. Chuyến đi lần này này Trần Bá Phước còn dẫn theo một người khác. Người này chạc khoảng hơn 20 tuổi, diện mạo trẻ măng, theo sát sau lưng Trần Bá Phước. Đây chính là con trai độc nhất của Trần Bá Phước Trần Nhật Minh. Lần trước, Trần Nhật Minh bị tai nạn giao thông, cũng là đường tuấn chữa lành. Hai cha con họ đi vào trong theo sự chỉ dẫn của các học viên phòng tập võ. Trần Nhật Minh quan sát tổng thể phòng tập võ, đi qua nơi vừa rồi Đường Tuấn và Mục Phương giao đấu, nơi này đang có 7-8 viên quét dọn vụn kính. Trần Nhật Minh thấy thế, không khỏi nhíu mày, nói: "Bố ơi, Đường Tuấn thật sự lợi hại như lời bố nói sao?" "Chẳng qua, anh ta chỉ chữa khỏi vết thương của con, cho anh ta ít tiền là được, đâu cần kéo con đến tận đây để thăm hỏi." Chuyện này cần thiết không? Trần Bá Phước nhìn chầm chầm Trần Nhật Minh, trầm giọng nói, Nhật Minh, Đại sư Đường Tuấn không phải người mà con có thể tùy tiện bàn luận. Lần này nếu không phải là cậu ấy, cái mạng nhỏ của con đã không còn nữa rồi. Thôi đi bố, Trần Nhật Minh bĩu môi, mặt mũi tràn đầy không tin, nói, nếu anh ta thật lợi hại như vậy, làm sao lại ở một nơi tồi tàn như này, sàn nhà cũng nứt hết cả rồi. Bố à, anh ta gặp bố ở một nơi thế này, đúng là chẳng coi bố ra gì rồi con thấy người này quá tự cao tự đại rồi. Học viên của phòng tập dẫn đường cho hai cha con họ, vừa nghe thấy cái tên đường Tuấn này, đặc biệt là sự khinh thường trong lời nói của Trần Nhật Minh, không khỏi âm thầm cười lạnh. Nếu Trần Nhật Minh biết sàn nhà là do đường Tuấn và Mục Phương giao đấu với nhau tạo nên, không biết anh ta có còn dũng khí nói ra những lời này không? Con ngậm miệng lại cho ta, Trần Bá Phước chừng mắt liếc con trai, lớn tiếng mắng chửi. Bản thân ông ta cũng là cao thủ nội công, đương nhiên có thể nhìn ra sàn nhà vỡ vụn là từ ngoại lực gây ra không ngờ võ công của đường tuấn lại tiến bộ thêm rồi trần bá phước nhìn những cái vết rách kia thầm nghĩ trong lòng ông ta cậu con trai đứng cạnh mình không khỏi có chút bất đắc dĩ nhưng bây giờ có mấy lời liên quan đến đời tư của đường tuấn không tiện nói rõ chỉ đành hy vọng lát nữa trần nhật minh sẽ không gây ra chuyện gì trần bá phước đẩy ra cánh cửa nhìn thấy đường tuấn và quách thịnh minh đang uống trà do có việc nên Ninh Đình Trung đã rời đi trước. Anh Đường, chờ cửa đóng lại, sau khi học viên của phòng tập rời khỏi, Trần Bá Phước mới cung kính chào Đường Tuấn. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu. Audio điện tử võ tấn bền. chương 481, cảnh giới tông sư cũng không phải nói muốn là được. Người học võ luôn tôn trọng những người có thành tựu, Đường Tuấn lại là cao thủ tông sư, Trần Bá Phước tôn kính anh ta cũng là chuyện nên làm. Thế nhưng, Cảnh tượng này, trong mắt của Trần Nhật Minh lại trở thành đường tuấn tự cao tự đại, không coi bố mình ra gì. Anh Đường, đây là con trai của tôi Trần Nhật Minh. Trần Bá Phước chỉ vào Trần Nhật Minh, giới thiệu. Đường Tuấn liếc nhìn Trần Nhật Minh, gật đầu nói, gân cốt không tệ. Là một người có năng khiếu tập võ. Trần Nhật Minh nghe vậy, con mắt giống như dài đến trên trán, nói cái này còn cần anh nói. Sư công của tôi cũng nói tôi có xương cốt khá đặc biệt. Trong tương lai, nếu có cơ hội, sẽ kế thừa được sự nghiệp của ông. Sư công trong miệng Trần Nhật Minh chính là thầy của Trần Bá Phước, là một cao thủ bộ môn hình ý quyền. Trước đây, ông ta có tu vi ngang hàng Quách Thịnh Minh, nội công đạt đến hậu kỳ. Nhưng bây giờ Quách Thịnh Minh nhận được chỉ điểm của Đường Tuấn, tu vi võ công đột nhiên tăng mạnh, e rằng đã vượt qua ông ta. Những chuyện này cũng là một thời gian trước, Đường Tuấn trước thuê người ta điều tra về Trần Bá Phước mới biết được. Nhật Minh, ăn nói cho tử tế. Trần Bá Phước quát, dù cho ông ta có mặt dày đến đâu thì lúc này cũng không khỏi nổi giận. Trước mặt này chính là tông sư trẻ tuổi chân chính, mà con trai ông ta lại khua môi múa mép. Quả thực là không biết điều. "Bố ơi, như này có là gì đây? Con có nói sai gì đâu. Quả thật là sư công đã nói con có thiên phú tốt, còn nói rằng con nhất định sẽ trở thành tông sư võ thuật mà." Trần Nhật Minh hãnh diện nói, dường như lời khen của sư công dành cho anh ta là chuyện rất đáng kiêu ngạo trần bá phước nghe đến đó không khỏi có chút xấu hổ bởi vì sợ trần nhật minh nói lộ ra hết ra nên trước khi tới đây ông ta cũng không nói cho trần nhật minh biết thân phận thật sự của đường tuấn không ngờ cậu con trai của ông ta vậy to gan như thế đường tuấn lắc đầu nói cảnh giới tông sư cũng không phải nói muốn là được trần nhật minh khinh thường nói vậy thì có gì khó nếu tôi muốn học đạt đến cảnh giới tông sư chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay anh ta nhìn đường tuấn Nói, bố tôi gọi anh là đại sư, chắc hẳn anh cũng biết mấy chiêu rồi. Hay là thế này đi, hai người chúng ta cùng nhau so tài một chút, được không? Vốn dĩ Quách Thịnh Minh đang uống trà vừa nghe được câu này, suýt chút nữa là phun hết nước trà trong miệng ra ngoài. Anh ta liếc mắt một cái đã nhìn ra được Trần Nhật Minh hoàn toàn không có nội kình trong người, bước chân thì miễn cưỡng được cho là vững vàng, có lẽ đã từng luyện qua vài năm nội công, thân thủ nhiều nhất có thể được xưng là khá tốt nhưng loại thân thủ này đừng nói so với một tông sư như đường tuấn cho dù là những đệ tử bên ngoài võ quán của anh cũng có thể tìm ra được rất nhiều người mạnh hơn trần nhật minh chẳng ai ngờ rằng trần nhật minh vừa mới mở miệng đã muốn đọ sức với đường tuấn trần bá phước nghe thấy thì sắc mặt cũng bất chợt tái nhợt giật mình kêu lên vừa chuẩn bị nói vài câu khuyên lơn trần nhật minh đường tuấn nhẹ nhàng khoát tay ngăn cản trần bá phước nói chuyện anh nhìn sang trần nhật minh cười nói cậu thật sự muốn so tài với tôi à? chương 482, tên này có hành động điên rồ gì vậy? Trần Nhật Minh nghe nói như thế, lông mày nhíu chặt, cười khẽ nói, đương nhiên. Anh yên tâm, tôi ra tay sẽ có chừng mực, sẽ không đánh anh tới mức bị thương. Nếu như anh cảm thấy còn chưa được, tôi chấp anh một tay cũng được. Trần Bá Phước nghe vậy, ngay lúc này thật sự ước gì có thể đánh một cái lên đầu đứa con trai này cha mày là ông đây đã luyện xong nội lực mà còn chịu không nổi một trưởng của thầy đường, vậy một tên khốn kiếp như mày chỉ mới luyện nội công 2 năm mà đòi tỉ thí với thầy đường, còn dám nói chấp một tay, rõ ràng là người không biết sợ mà. Thầy đường à, thầy đừng so đo với con trai của tôi, nó thuận miệng nói bậy thôi. Trần Bá Phước vội vàng giải thích. Cha, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, không phải cha luôn dạy bảo con phải trọng chữ tín hay sao? Trần Nhật Minh nói với dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt. Tốt lắm, Đường Tuấn khen ngợi một tiếng, lại nói với Trần Bá Phước, yên tâm đi, tôi tự có chừng mực. Lúc này Trần Bá Phước mới hơi yên lòng, ông ta sợ nhất là Đường Tuấn nổi giận, đến lúc đó Trần Nhật Minh không chết thì cũng tàn phế. "Vậy tới đây đi." Trên mặt Trần Nhật Minh lộ ra vẻ hài hước, biểu hiện vô cùng tự tin. Anh ta đứng thẳng, một tay chắp sau lưng, ngoắc ngoắc tay với Đường Tuấn, rồi nói, "Nể việc anh lớn hơn tôi vài tuổi, tôi nhường anh ra tay trước." Động tác này vô cùng đẹp trai, đáng tiếc mấy người ở đây đều là cao thủ võ đạo, chỉ liếc mắt một chút là đã thấy rất nhiều sơ hở trong động tác của Trần Nhật Minh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của tên nhóc này vậy mà lại muốn dùng một tay tỉ thí với Đường Tuấn. Đường Tuấn khoan thai chậm rãi đi tới bên ngoài 3 mét trước người Trần Nhật Minh, lắc đầu nói, "Không cần. Tôi chỉ đứng ở đây, chỉ cần nắm đấm của cậu có thể đánh trúng trên người của tôi, coi như là cậu thắng." Ngông cuồng, Trần Nhật Minh nghe vậy không nhịn được mà tức giận, vậy tôi sẽ không khách khí nữa. Hay, Trần Nhật Minh quát nhẹ một tiếng, mũi chân nặng nề đạp trên mặt đất một cái, thân hình như mũi tên, lập tức đánh ra một quyền về phía lồng ngực của Đường Tuấn. Đúng là Trần Nhật Minh có thiên phú không tệ thật, một quyền này đánh ra chứa đựng tinh khí cả người anh ta, vô cùng uy thế, hoàn toàn xứng đáng là đời sau của danh môn. Ngay cả Trần Bá Phước cũng âm thầm gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khen ngợi thật ra con của ông cũng có chút tài năng, không tới nửa năm thì nhất định có thể luyện được nội lực. Chỉ hơi đáng tiếc, hôm nay, đối thủ của anh ta là thầy đường. Quách Thịnh Minh nhìn thoáng qua rồi bình luận. Trong lòng Trần Bá Phước hơi thắt lại, ánh mắt căng thẳng nhìn chầm chầm vào sự biến hóa trong sân. Chỉ thấy Trần Nhật Minh ném ra một quyền, thanh thế hết sức kinh người. Khoảng cách chỉ chừng 3 mét là nắm đấm của anh ta đã nện tới trên lồng ngực của Đường Tuấn, nhưng nhìn Đường Tuấn có vẻ hơi mất hồn, không hề có phản ứng gì cả. Tên này có hành động điên rồ gì vậy? Trong lòng Trần Nhật Minh vô cùng ảo não, sức lực trên tay cũng thu lại vài phần. Đường Tuấn thấy thế âm thầm gật đầu. Mặc dù tên Trần Nhật Minh này là công tử quần là áo lượt, nhưng cuối cùng cũng không phải là một người tâm ngoan thủ lạt. chương 483, Thể Hồ Quán Đỉnh Trong mắt của anh ta tràn ngập vẻ hoảng sợ, vậy mà vừa rồi trong đầu của anh ta lại hiện ra một hình ảnh vô cùng kinh khủng, đứng ở trước mắt anh ta không phải là đường tuấn nữa mà là một tòa núi vô cùng nguy nga khiến người ta nhìn vào mà khiếp sợ không thôi đường tuấn vừa nhấc chân lên ngọn núi trong đầu của anh ta cũng rung lắc theo sau ngay sau đó trời đất sụp đổ khiến lòng người không thể sinh ra chút tâm tư đối kháng nào cả điều này điều này là xảy ra chuyện gì vậy khắp khuôn mặt trần nhật minh đều là vẻ khó hiểu anh ta đã từng giao thủ với trần bá phước và với vị sư tổ hình ý quyền kia nhưng chưa từng có loại tình huống thế này phát sinh. Đây là khí chàng, Đường Tuấn thản nhiên nói. Khí chàng, Trần Nhật Minh thì thào đọc lại hai chữ này, chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Đường Tuấn, nói tôi nhớ ra rồi. Sư tổ của tôi từng nói qua, phó công khi đạt tới cảnh giới cao thủ tông sư xuất thần nhập hóa thì có thể dựa vào khí chàng để ảnh hưởng tới ý chí tinh thần của người khác. Ôi, cái này chẳng phải là nói anh đã là cao thủ tông sư sao? Đường Nhiêu gật đầu. Bây giờ khí chàng của anh ta cũng chỉ có thể ảnh hưởng tới người bình thường và võ giả nội lực mới vào." Anh ta chậm rãi nói, "Đúng vậy, cậu chỉ cách nội lực chỉ khoảng một bước. Hôm nay, cậu và tôi có duyên với nhau, tôi sẽ giúp cậu bước qua một bước này." Lúc nói chuyện, Đường Tuấn đã bước ra một bước, ngay sau đó, bàn tay của anh dẫn theo một luồng khí lực nhu hòa trùm lên trán của Trần Nhật Minh chân khí nhu hòa giống như dòng nước chút xuống từ trong lòng bàn tay của anh, tràn vào bên trong cơ thể của Trần Nhật Minh. Thể hồ quán đỉnh, ở bên cạnh, Quách Thịnh Minh thấy vậy, hơi nghẹn ngào kêu lên. Anh ta nhìn về phía Trần Bá Phước, tên nhóc này thật đúng là chó ngáp phải ruồi mà. Có một vị cao thủ tông sư quán đỉnh cho anh ta, có thể giúp Trần Nhật Minh rút ngắn mấy tháng khổ công luyện tập. Chẳng những thế, lúc quán đỉnh, chân khí của tông sư còn đi qua khắp người của Trần Nhật Minh. Việc này gần giống như giúp anh ta rửa sạch kinh mạch và xương cốt ngũ tạng trong người, đối với sự lĩnh hội cảnh giới chân khí sau này của anh ta cũng có lợi hơn. Thể hồ quán đỉnh vốn là một loại cách thức mà những thế gia võ đạo bồi dưỡng cho con cháu trẻ tuổi của họ. Giống như hàng ngũ của Mục Phương, chỉ sợ từ lúc 3-4 tuổi đã có tông sư thậm chí là cao thủ thần hải dùng chân khí giúp anh ta quán đỉnh. Bản lĩnh quán đỉnh này vô cùng tài giỏi, cũng chỉ có thực lực của cao thủ tông sư cao cường mới dám làm như vậy nếu không thì trái lại sẽ tạo thành thương thế không thể bù đắp với kinh mạch của người bị quán đỉnh. Trần Bá Phước cũng từng nghe qua chuyện quán đỉnh, kích động tới mức đỏ bừng mặt mày, thân thể cũng hơi run rẩy. Lúc này Trần Nhật Minh đã rơi vào trạng thái quên hết mọi thứ, ánh mắt của anh ta hơi nhắm lại, tâm thần cũng theo chân khí của Đường Tuấn đi khắp trong cơ thể. Lúc này, kinh mạch đang vô cùng phức tạp đã hiện ra vô cùng rõ ràng trước mắt anh ta, để anh ta càng thấy rõ ràng con đường tu luyện sau này. Đồng thời từng sợi kinh khí cũng đang sinh ra trong kinh mạch của anh ta, theo nhịp đập trái tim mà vận chuyển toàn thân. Qua khoảng 10 phút, Đường Tuấn mới thu hồi bàn tay. Trên mặt của anh hiện lên vẻ mệt mỏi, thể hồ quán đỉnh cần cao thủ tông sư phải nắm chắc sự kỳ diệu của chân khí tới mức cao nhất, cũng tạo thành gánh nặng rất lớn đối với tinh thần. Cũng là sau khi anh được nhìn thấy nhập thần rồi mới dám làm như vậy. Thầy Đường, Đường Tuấn vừa mới ngồi xuống, Trần Bá Phước bùm bụp một tiếng quỳ dạp xuống trước mắt của anh, trong giọng nói tràn ngập vẻ kích động và cảm kích, nói cảm ơn thầy đường giúp đỡ, hôm nay đã có ơn lớn với con trai tôi. Cả đời này, nhà họ Trần tôi cũng sẽ không quên. Lúc này, Trần Nhật Minh cũng mở mắt ra, thân thể cũng hơi cảm nhận được, chỉ thấy lực lượng trong thân thể đang liên tục tuôn ra. So với trước đó phải mạnh mẽ hơn không chỉ 3-4 lần. chương 484, Mao Lương và nhà họ Lý sao? Trần Nhật Minh nhìn cha của mình quỳ dạp trên mặt đất, đầu tiên là hơi giật mình, sau đó cùng, bùm bụp một tiếng quỳ dạp xuống đất, nói cảm ơn thầy Đường. Đường Nhiêu uống một ngụm nước trà làm chân hầu, ơn quán đỉnh và tái tạo ra, anh đương nhiên có thể nhận được một lễ lớn tới như thế của cha con nhà họ Trần. Bên trong căn phòng yên tĩnh, ba người Đường Tuấn, Quách Thịnh Minh và Trần Bá Phước đang ngồi ở đó, trong khi Trần Nhật Minh thì cung kính đứng sau cha mình là Trần Bá Phước, trông anh ta như một đứa trẻ ngoan ngoãn vậy anh ta nhìn đường Tuấn bằng ánh mắt tôn sùng và biết ơn, bấy giờ anh ta mới biết suy nghĩ của mình trước đây ngây ngô và buồn cười đến mức nào. Ông nói qua điện thoại là có chuyện gấp muốn tìm tôi, có chuyện gì vậy? Đường Tuấn hỏi. Trần Bá Phước nghe vậy bấy giờ mới nhớ tới chuyện mình muốn tìm đường Tuấn, kiềm chế sự vui sướng trong lòng một chút, sau đó từ tốn nói, anh đường, chuyện là Diệp Thanh Phương chắc đang phân phối lại hai loại thuốc mới. Anh cũng nên chứ nhỉ? Đường Tuấn gật đầu, trên mặt không hề biểu lộ cảm xúc nào khác thường giống như những gì trần bá phước nói đều không có liên quan gì đến mình khi nhìn thấy điều này trần bá phước không khỏi đánh giá cao đường tuấn nếu là một người bình thường sau khi bị diệp thanh phương chơi một vố như vậy thì e rằng anh ta đã tức giận đến mức không thể kiềm chế được rồi nhưng đường tuấn lại chẳng thèm để ý đến chuyện đó càng thể hiện được phẩm chất và đức hạnh tuyệt vời của anh ông lặng lẽ nhìn con trai mình đang nhìn đường tuấn đầy ngưỡng mộ Rõ ràng là hai người cách nhau không đến mấy tuổi, nhưng bất kể về về tu vi võ đạo hay là khí chất đi chăng nữa thì đường Tuấn lại vượt xa những người đồng trang lứa của mình. Trần Bá Phước thở dài trong lòng, lấy một bản hợp đồng từ trong chiếc cặp mang theo, ông nói nói, anh đường. Đây là cổ phần của tập đoàn Nam Nhật mà bao năm qua tôi đã mua lại của một số nhà đầu tư và cổ đông nhỏ, bao gồm cả cổ phần của hai loại thuốc mới lần này. Ngoặc kép, Đường Tuấn nói, ông làm vậy là có ý gì? Trần Bá Phước đẩy bản hợp đồng cho Đường Tuấn, nói, ngay từ đầu tôi đã muốn hợp tác với anh Đường rồi. Nhưng bây giờ anh Đường đã có ý kiến với Nhật Minh nhà tôi, tôi đương nhiên là đề cập đến nữa. Hợp đồng này sẽ coi như nhà họ Trần chúng tôi báo đáp công ơn và lòng tốt của anh Đường. Đường Tuấn mở bản hợp đồng ra xem một chút, khi nhìn thấy những con số trên bản hợp đồng thì hơi giật mình. Trần Bá Phước thực sự nắm giữ gần 5% cổ phần của tập đoàn Nam Nhật. Theo giá trị thị trường hiện tại thì số cổ phiếu này chắc chắn có thể bán được với giá hàng trăm triệu, nhưng anh không ngờ rằng Trần Bá Phước lại hào phóng như vậy. Đương nhiên rồi, và lại số cổ phần này không đủ để ảnh hưởng đến tình hình chung đâu. Trần Bá Phước nói, nhưng nếu như số cổ phần rơi vào tay Mao Lương và nhà họ Lý thì anh đừng muốn lấy lại quyền kiểm soát hai loại thuốc mới kia cũng không khó. Mao Lương và nhà họ Lý sao? Đường Tuấn khẽ cau mày, Mao Lương đã từng gọi điện cho anh nói rằng Diệp Thanh Phương muốn hợp tác anh ta, mà xem ra có vẻ như Mao Lương đã đồng ý. Đúng vậy, chỉ một mình Mao Lương thôi đã nắm giữ 20% cổ phần công ty rồi. Chuyện vì sao Diệp Thanh Phương dám ra tay nhanh như vậy ắt hẳn là liên quan đến sự hậu thuẫn của Mao Lương và nhà họ Thẩm. Trần Bá Phước giải thích. Chương 485, tôi muốn gặp cô một lát. Đường Tuấn cười cười, không nói gì nữa. Đường Tuấn đã nói chuyện với Trần Bá Phước rất lâu và để báo đáp lại, anh nhân tiện hướng dẫn võ thuật cho Trần Bá Phước luôn, điều này có lợi cho ông ta rất nhiều. Sau cuộc trò chuyện, Trần Bá Phước đưa Trần Nhật Minh rời khỏi đây. Vốn dĩ Trần Nhật Minh muốn ở lại nhưng Trần Bá Phước lại một mực kéo anh ta đi. Sau khi Trần Bá Phước đi rồi, trước hết Đường Tuấn gọi cho Mao Lương, nói mình có chút việc muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Mao Lương vui vẻ đồng ý, nếu không có Đường Tuấn nhắc nhở e là bây giờ anh ta đã chết rồi. Sau đó, anh gọi cho cho Lý Ngọc Mai. Alo, giọng thở hồn hển của Lý Ngọc Mai vang lên ở đầu dây bên kia, như thể cô ta vừa vận động kịch liệt xong vậy. Là tôi đây, Đường Tuấn trầm giọng nói. Giọng của Lý Ngọc Mai rất sửng sốt, hỏi anh đã trở về rồi à? Ừ, Đường Tuấn nói tôi muốn gặp cô một lát. Tiếng cười khanh khách của Lý Ngọc Mai truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, nói tôi đang ở câu lạc bộ tây côn ở trường học anh đến thẳng đây đi nói xong bèn cúp luôn điện thoại đại học vinh câu lạc bộ tây côn lý ngọc mai cười ha ha cúp điện thoại cô ta quơ đôi tay trắng như phấn trong không khí như đang thị uy với ai đó một ngày nào đó anh sẽ phải đến cầu xin tôi ngọc mai xem cô tức giận chưa kìa có ai chọc cô à nói cho tôi biết đi để tôi tẩn cho nó một trận khiến cho người đó không bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô nữa Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Lý Ngọc Mai. Người vừa lên tiếng đó là một chàng trai đẹp trai trong mặc võ phục taekwondo. Chàng trai này chắc khoảng 23 hoặc 24 tuổi, bằng tuổi Lý Ngọc Mai. Ánh mắt anh ta nhìn Lý Ngọc Mai tràn đầy mến mộ. "Không có gì đâu." Lý Ngọc Mai thu lại dáng vẻ tươi cười ban nãy, bình tĩnh đáp. Chàng trai này vươn tay định sờ đầu Lý Ngọc Mai thì Lý Ngọc Mai đã lùi lại một bước, trốn tránh. Anh ta bối rối ruột tay lại, như thể cô ta không để ý lắm, nói: "Này, Ngọc Mai, cô đừng sợ, trông tôi thế thôi nhưng tôi là cao thủ Đô đai đen đấy. Tôi dám khẳng định là ở đại học Vinh này hiếm ai đánh bại được tôi đấy. Chỉ cần có tôi ở đây thì không ai động vào cô được đâu." Lý Ngọc Mai nói: "Cảm ơn." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 486: Tôi phải rời khỏi tỉnh một chuyến để giải quyết chút chuyện. Hừ. Tao muốn xem xem mày là thần thánh phương nào mà lại dám cướp người phụ nữ của thẩm thành nam này." Trong lòng chàng trai kia cực kỳ tức giận. Đường Tuấn rời võ quán của Quách Thịnh Minh, lái xe đến Đại học Vinh. Hơn nửa giờ tiếng sau, Đường Tuấn đã đứng trước câu lạc bộ Taekwondo của Đại học Vinh. Nghe được tiếng hô từ trong nhà tập, Đường Tuấn không khỏi lộ ra một nụ cười quái dị, không ngờ cô chủ nhà họ Lý thoạt nhìn trầm ổn ít nói vậy mà lại có mặt hung dữ như vậy cơ. Đẩy cửa câu lạc bộ Taekwondo ra, Đường Tuấn nhìn thấy đám sinh viên mặc võ phục taekwondo quấn đai màu khác nhau đang tập taekwondo. Hầu hết những sinh viên này chỉ mới chỉ đến đai xanh, có một số ít quấn đai đỏ, còn đai đen thì Đường Tuấn chưa thấy ai cả. Lúc này, một giọng nói yêu kiều nhẹ nhàng vang lên từ sân của câu lạc bộ taekwondo. Ánh mắt Đường Tuấn lập tức rời sang. Anh thấy Lý Ngọc Mai đang mặc võ phục taekwondo thắt đai đỏ, đang thi đấu với một chàng trai thắt đai đen. Cuộc chiến giữa hai người rất quyết liệt. Rõ ràng là chàng trai kia đang giữ sức, nếu không Lý Ngọc Mai có lẽ đã thua rồi. Hai người luyện tập một lúc thì dừng lại. "Ngọc Mai, góc đá bên hông của cô vừa rồi nên cao hơn một chút, phần thắt lưng của cô phải mạnh lên." Chàng trai thắt đai đen bước tới chỗ Lý Ngọc Mai, chỉ cho cô mấy lỗi vừa rồi. Lý Ngọc Mai đang chăm chú lắng nghe, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Đường Tuấn đang đi về phía mình, cô ta nhanh chóng nói với chàng trai thắt đai đen, "Thẩm Thành Nam, hôm nay luyện tập đến đây thôi." cảm ơn anh nhé. Dứt lời, cô ta cũng không thèm nhìn biểu cảm của chàng trai thắt đai đen ra làm sao, đi đến chỗ đường Tuấn. Này, anh đi nửa tháng rồi, còn không biết gọi một cuộc điện thoại cho tôi hay sao? Lý Ngọc Mai đi đến trước mặt đường Tuấn, tức giận nói. Đường Tuấn nói, tôi phải rời khỏi tỉnh một chuyến để giải quyết chút chuyện. Lý Ngọc Mai nghe vậy, đôi mắt chợt trầm xuống, cô ta cũng biết một chút về chuyện giữa đường Tuấn và mộ Dung lan, nhưng cuối cùng cũng nói gì cả. Cô ta đã quen đường Tuấn từ rất lâu rồi, nhưng vì một loạt hiểu lầm mà mối quan hệ giữa hai người họ vô cùng tế nhị. Nếu lúc đó giữa chúng ta không có hiểu lầm thì có phải mọi chuyện đã khác rồi không? Trong lòng Lý Ngọc Mai không ngừng tự hỏi. Lý Ngọc Mai vừa mới tập tây đô xong, khuôn mặt xinh xắn hơi ửng đỏ, lấm tấm những giọt mồ hôi, trên trán lủng lẳng vài sợi tóc đang lay động theo nhịp thở của cô. Đường Tuấn vừa cười vừa vén mấy sợi tóc đang xóa xuống ra sau tai cho Lý Ngọc Mai, sau đó xoa đầu Lý Ngọc Mai, nói, không ngờ rằng cô chủ nhà họ Lý lại là một cao thủ Tây Côn Đô đấy. Những hành động này của anh chỉ là vô thức, nhưng không ngờ đôi má ửng đỏ của Lý Ngọc Mai lại càng trở nên hồng hào hơn, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Nhưng Thẩm Thành Nam đang đứng sau lưng Lý Ngọc Mai cũng đã nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt của anh ta bừng lên sự ghen tị. Chương 487, đừng nói một chút chuyện này mà cậu cũng không dám nhé. Khốn khiếp, Tôi vừa đụng cô một chút cô đã bày vẻ tiểu thư rồi. Vậy mà bây giờ cô lại dám ám muội với người khác trước mặt tôi." Thẩm Thành Nam thầm hét trong lòng. "Anh ở đây chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo, chúng ta ra ngoài nói chuyện." Lý Ngọc Mai hơi cúi đầu, nhỏ giọng thì thào như một thiếu nữ vậy. Đường Tuấn gật đầu, ở đây thật sự không phải là nơi để nói chuyện. "Ngọc Mai, lượng luyện tập hôm nay của cô vẫn chưa đủ đấy." nếu cứ như vậy thì làm sao có thể thi lên đai đen được chứ ngay khi hai người họ chuẩn bị rời đi thẩm thành nam bước lên phía trước nói xin chào tôi là thẩm thành nam chủ tịch câu lạc bộ taekwondo cũng là bạn của ngọc mai thẩm thành nam chủ động đưa tay về phía đường tuấn vẻ mặt hiền lành của anh ta khiến người khác không thể cảm nhận được thái độ thù địch xin chào đường tuấn vô thức nhíu mày một cái nhưng vẫn đưa tay ra ngay khi hai người họ bắt tay nhau Thẩm Thành Nam đột nhiên gia tăng sức mạnh. Anh ta là một cao thủ của Dai Den Taekwondo, bình thường cũng chuyên luyện tập về sức mạnh. Anh ta dùng hết sức véo một cái cũng đủ khiến người ta không kịp cảnh giác, thậm chí còn kêu một tiếng. Nhưng thật đáng tiếc, người mà anh ta đang đối mặt là Đường Tuấn. Cho dù Thẩm Thành Nam có dùng sức như thế nào, Đường Tuấn vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh và điềm đạm như cũ. Anh không hề có ý phản ứng, nếu không thì chỉ cần một chút năng lượng bảo vệ cơ thể cũng sẽ khiến tay của thẩm thành nam tàn tật. Thẩm thành nam, được rồi đấy, nhìn thấy dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của thẩm thành nam, Lý Ngọc Mai làm sao có thể không biết tên này đang làm gì chứ, thế nên cô ta trầm giọng nói. Lúc này thẩm thành nam mới buông tay ra, nói, không ngờ là cậu cũng từng tập tay đấy, không biết là cậu tập gì vậy. Karate, sudo hay taekwondo, đến bậc nào rồi? Đường Tuấn lắc đầu nói, không phải, tôi học võ thuật Việt Nam, cũng không chia cấp bậc. Thẩm Thành Nam nghe vậy, gương mặt lộ ra vẻ khinh thường, nói thì ra là võ thuật Việt Nam. Loại này chỉ có thể dùng để biểu diễn, không thể nào áp dụng vào thực chiến được. Hai năm trước không phải là trên TV có chiếu một chương trình tên là Công Phu Việt Nam đó sao, còn nói là cao thủ hình ý quyền thuộc môn phái thái cực, vậy mà tôi chỉ thấy hai tên mập đang đánh vật, còn không phải là học cách đánh của judo đấy sao. Đường Tuấn nghe vậy, Khẽ thở dài một tiếng, nhưng không hề phản bác lại. Nhưng nếu như cậu đã từng học võ thuật, vậy chắc bản lĩnh cũng tốt lắm nhỉ?" Thẩm Thành Nam kiêu ngạo nói, "Hay là như vậy, chỉ nói thôi thì không có gì chứng minh. Hay là chúng ta thử so tài với nhau một chút, cho cậu hiểu được giữa võ thuật Việt Nam và Taekwondo khác nhau ở chỗ nào, cũng có thể khiến cậu cảm nhận được sức hấp dẫn của Taekwondo." Anh ta hất cằm lên, nói với vẻ mặt thách thức, "Đừng nói một chút chuyện này mà cậu cũng không dám nhé." nơi mà Lý Ngọc Mai đang ở vốn là tâm điểm tập trung của câu lạc bộ Taekwondo, những lời của Thẩm Thành Nam ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Thậm chí có rất nhiều thành viên của câu lạc bộ Taekwondo còn tiến lại gần, nhìn chằm chằm đường Tuấn với ánh mắt không hề lương thiện. Việc chủ tịch câu lạc bộ của họ theo đuổi Lý Ngọc Mai là chuyện ai cũng biết, nhưng bây giờ lại có người thứ ba ra chen chân vào, đương nhiên là bọn họ cũng không vui. Chủ tịch, cho cậu ta biết mùi đi, để cậu ta biết hoa khôi trường đại học Vinh của chúng ta không phải ai cũng có thể đuổi được. Chương 488 tên vô dụng. Nhìn dáng vẻ của cậu ta, ăn mặc như một tên quê mùa vậy, không có điểm nào có thể so sánh với chủ tịch, vậy mà dám theo đuổi hoa khôi của chúng ta. Ha ha, có kịch hay để xem rồi, tên đó gầy yếu như vậy, các cậu đoán xem hắn có thể chịu đựng chủ tịch được bao lâu? 5 phút hay 10 phút? 10 phút sao? si... Tôi thấy tên này chịu đựng được quá một phút đâu. Chủ tịch là người duy nhất có đai đen trong câu lạc bộ Taekwondo của chúng ta. Từng đạt danh hiệu trong nhóm thanh niên ở tỉnh, tên này sao có thể so sánh được chứ? Tất cả những lời bình luận của mọi người đều lọt vào tai của Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai. Sắc mặt của Lý Ngọc Mai trở nên ảm đạm, cô ta trầm giọng nói, Thẩm Thành Nam, anh đang làm gì vậy? Thẩm Thành Nam nhún vai, tỏ vẻ vô tội rồi nói, tôi không hề bảo họ làm như vậy. Cô cũng nghe rồi đấy, họ cũng muốn xem bạn của cô Mạnh đến mức nào. Ngọc Mai, chuyện giữa đàn ông với nhau, cô đừng chen vào. Anh ta nhìn đường Tuấn với ánh mắt khinh thường, nói, đồng ý không? Chẳng lẽ cậu muốn trốn sau lưng phụ nữ sao? Tên vô dụng. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai đột nhiên như được phủ một lớp băng, nhìn ánh mắt đầy vẻ đùa cợt của thẩm thành nam. Mặc dù bậc của thẩm thành nam là đai đen Tây Côn có kỹ năng cũng rất tốt. Có lẽ đối với những người thường cũng có thể nói là rất mạnh, nhưng cô ta đã từng tận mắt nhìn thấy kỹ năng của Đường Tuấn, mười mấy tên có thân hình vạm vỡ kết hợp lại không phải kẻ thù của Đường Tuấn, anh chính là một cao thủ võ thuật thực sự, hai người họ căn bản không cùng đẳng cấp. Được thôi, Đường Tuấn mỉm cười đồng ý. He he, Thẩm Thành Nam nhếch miệng cười, đến gần bên tai của Đường Tuấn, nói yên tâm đi, lát nữa tôi sẽ nhẹ tay với cậu một chút. Những người xung quanh lập tức tản ra nhường cho hai người họ một khoảng trống. Thẩm Thành Nam và Đường Tuấn đứng cách nhau 7-8 mét, Thẩm Thành Nam cử động khớp và cổ chân, tỏ ra vô cùng tự tin. Nhưng Đường Tuấn hoàn toàn ngược lại, đứng rất thản nhiên. Này, cậu không cần làm nóng người sao? Thẩm Thành Nam hỏi. Ha ha, đấu với anh, làm nóng người cũng không là gì cả. Đường Tuấn nói. Đường Tuấn không hề để ý đến những người được gọi là cao thủ chỉ biết một chút kỹ xảo Taekwondo đã tưởng mình rất mạnh như Thẩm Thành Nam nội lực của các cao thủ có hạn, còn có thể thắng nhờ số lượng, nhưng sinh khí trong cơ thể những cao thủ tông môn luôn cuồn cuộn như nước sông, không cần dựa vào số lượng cũng có thể giành được thắng lợi. Ngạo mạn, ánh mắt của Thẩm Thành Nam chợt trở nên lạnh lùng. Chân anh ta dậm mạnh xuống đất, bắt đầu chạy nhanh. Khi chỉ còn cách Đường Tuấn 2 3 mét, anh ta nhảy lên, dùng chân đá vào người Đường Tuấn nhanh như một cơn lốc. Chương 489, kết thúc rồi phải không? Đường Tuấn hơi nheo mắt lại, khi Thẩm Thành Nam sắp đá anh, anh tránh sang một bên, tay phải tóm lấy bắp chân phải của Thẩm Thành Nam, sau đó ném Thẩm Thành Nam ra ngoài dưới ánh mắt không dám tin của anh ta. Ầm. Um, cơ thể của Thẩm Thành Nam đập xuống sàn gỗ, tạo ra một tiếng vang. mờ thanh vô cùng lớn, may mà Đường Tuấn chỉ sử dụng sức mềm, Thẩm Thành Nam không hề bị thương, chỉ là cú ngã này khiến anh ta có chút bối rối. Không chỉ anh ta mà các thành viên còn lại của câu lạc bộ Taekwondo đang có mặt đều vô cùng kinh hãi họ đang xem cái gì vậy? Vừa rồi vị chủ tịch kiêu hãnh của họ đã bị tóm lấy và ném ra ngoài như một con gà nhỏ. Cái này, cái này, đám người chỉ biết nhìn mặt nhau. Vẻ mặt tất cả mọi người không dám tin nhìn Đường Tuấn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Chủ tịch câu lạc bộ Thẩm Thành Nam là người mạnh nhất về môn võ thái cực quyền, nhưng bây giờ lại bị một chiêu của Đường Tuấn đánh bại, chưa nói đến có trụ được một phút hay không, sợ rằng ngay cả 10 giây cũng chưa được hơn nữa điểm mấu chốt nhất chính là vẻ mặt của đường tuấn vẫn luôn bình tĩnh dễ nhận thấy rằng anh còn chưa dùng hết toàn bộ sức lực của mình còn chưa kịp khởi động làm nóng người đã kết thúc rồi sao trong đầu đám người bỗng nhiên hiện ra lời vừa rồi của đường tuấn khóe miệng lộ ra nụ cười khổ vốn tưởng rằng chỉ là lời lẽ kiêu ngạo của anh nhưng bây giờ chuyện xảy ra ngay trước mặt bọn họ giống như đang đánh thẳng vào mặt bọn họ vậy thẩm thành nam giấy dụa bò dậy sắc mặt khó coi đến cực điểm Ánh mắt anh ta hiện lên vẻ thù hằn, nhưng anh ta cũng không có can đảm để làm điều đó một lần nữa. Cho dù anh ta có ngu xuẩn đến đâu thì cũng hiểu được khả năng đấu võ của Đường Tuấn cao hơn anh ta rất nhiều. Kết thúc rồi phải không?" Đường Tuấn nhún vai, nói. "Hừ, lần này coi như anh may mắn mà thôi." Thẩm Thành Nam không cam lòng nói, "Đợi sau này sẽ tìm anh đấu võ lại." Đường Tuấn lắc đầu, nói, "Ha ha." cho dù anh có luyện thái cực quyền thêm 100 năm nữa cũng không là đối thủ của tôi được đâu. Thái cực quyền chẳng qua chỉ có động tác võ thuật đẹp, dùng để đối phó với một vài tên côn đồ còn được. Nhưng nếu muốn ra tay với người biết võ chân chính động thủ, coi như là thì chỉ cần một cao thủ nội kinh, bình thường cũng có thể đánh chết thẩm thành nam rồi. Đi thôi, anh quay đầu lại nói với Lý Ngọc Mai. Lý Ngọc Mai lạnh lùng nhìn thoáng qua thẩm thành nam, khẽ gật đầu, sau đó cùng đường Tuấn đi ra khỏi hội quán thái cực quyền. Người đáng thương đương nhiên cũng có chỗ đáng hận, nếu thẩm thành nam không chủ động khiêu khích thì cũng sẽ không có chuyện về sau xảy ra. Ánh mắt thẩm thành nam âm trầm nhìn trầm trầm bóng lưng đường Tuấn và Lý Ngọc Mai rời đi, siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, mẹ nó. Anh ta là ai vậy? chương 490, là anh ta. Lúc này có người dè dặt đi tới, nói, xã, xã trường, hình như anh ta chính là người tên đường Tuấn kia. Là anh ta, trong lòng thẩm thành nam hoảng hốt, chính anh ta đã đánh bại phong lôi bát cực quách thịnh minh sao. Ngay cả vị lão bạch bảo vệ cho Lý Quang Huy kia cũng phải kính trọng anh ta đấy. Giờ phút này, trong lòng thẩm thành nam không còn tâm tư trả thù gì nữa, chỉ có tuyệt vọng mà thôi. Anh ta có nghe qua danh tiếng của quách thịnh minh và lão bạch, thậm chí anh ta từng muốn xin vào làm học trò của quách thịnh minh, nhưng lại bởi vì tính cách nên bị quách thịnh minh gạt bỏ ra ngoài ngay cả Quách Thịnh Minh cũng không phải là đối thủ của Đường Tuấn thì sợ rằng ngay cả 100 năm sau anh ta cũng không theo kịp Đường Tuấn được. Đường Tuấn và Lý Ngọc Mai đi trên con đường dập bóng cây của trường đại học thành phố Vinh. Lý Ngọc Mai đã thay một bộ quần áo khác, cô ta mặc một chiếc váy ngắn denim màu lam dài ngang đầu gối, phối hợp với một chiếc áo si phông khiến cho khí chất cao quý của cô chủ nhà họ Lý lại xuất hiện trên người cô. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh, Lý Ngọc Mai nhìn đầu ngón chân tinh xảo của mình, bỗng nhiên nói. Đường Tuấn, hả? Lý Ngọc Mai ngẩng đầu nhìn đường Tuấn, giật cánh mũi vảnh lên, ngược lại có cảm giác hơi đáng yêu. Cô ta nhìn chằm chằm đường Tuấn một lúc rồi nói, bình thường anh cũng không bao giờ chủ động tìm tôi, lần này nếu không phải vì vấn đề sở hữu thuốc mới thì chắc hẳn anh cũng sẽ không tìm đến tôi đâu. Trong giọng nói của cô mang theo cảm giác u oán, giống như một cô gái bị bạn trai lạnh nhạt vậy. Đường Tuấn nghe cũng không hiểu được, sờ sau gáy, ngượng ngùng cười nói, ha ha. Lý Ngọc Mai chừng mắt nhìn Đường Tuấn, nói anh cũng đừng hiểu lầm gì cả. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi giải vây lần này thôi. Thẩm Thành Nam kia thật sự rất phiền phức, tôi vẫn chưa tìm được lý do để nói rõ ràng với anh ta. Lấy bối cảnh và thực lực của nhà họ Lý ở thành phố Vinh, nếu muốn từ chối Thẩm Thành Nam thì còn phải cần tìm lý do sao? Lý do này từ trong miệng Lý Ngọc Mai nói ra thật sự có chút buồn cười. Chỉ tiếc rằng Đường Tuấn vô cùng xứng đáng khi bị gọi là người ngu ngốc về mặt tình cảm, anh căn bản không nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Lý Ngọc Mai. Anh nghiêm túc gật đầu, nói cảm ơn. Lý Ngọc Mai lườm Đường Tuấn, biểu miệng nhỏ quyến rũ, nói tôi cũng không phải giúp anh không công. Nghe nói đại hội y học cổ truyền lần này rất náo nhiệt, tôi muốn anh đưa tôi đi tham gia cùng. Yên tâm, đến lúc đó anh bận chuyện của anh, tôi làm chuyện của tôi vừa vặn lần này tôi có thể mượn cơ hội này thay nhà họ Lý tiếp cận một vài đối tác. Audio điện tử võ tấn bền chương 491, có hy vọng. Đi dạo cùng Lý Ngọc Mai hơn một tiếng đồng hồ, đường Tuấn mới rời khỏi Đại học Thành phố Vinh trở về biệt thự số một công viên xanh. Nhà họ mộ dùng giúp y thuật của anh tiến bộ rất lớn, anh cũng muốn tìm xem có thể giảm bớt bệnh tình của Hoa Tiểu Nam hay không. Đoàn người dân tộc mèo chắc chắn sẽ vô cùng gian ác, nếu bệnh của Hoa Tiểu Nam có thể giảm bớt một chút thì đến lúc đó Đường Tuấn sẽ cảm thấy ung dung hơn rất nhiều. Đã hơn 10 giờ tối, đứng ở ngoài phòng là có thể cảm nhận được khí lạnh, mùa đông lạnh lẽo sắp đến rồi. Nhiệt độ trong phòng lại trái ngược với ngoài trời, vô cùng thoải mái, vẻ mặt của bà Độc hồi hộp đứng một bên, Hoa Tiểu Nam đang nằm trên sofa rộng lớn, mắt nhắm lại, lông mi nhẹ nhàng chớp chớp, thoạt nhìn có hơi căng thẳng. Còn Đường Tuấn thì ngồi bên cạnh châm cứu cho cô. Ngân châm mảnh khảnh đâm vào da thịt trắng như tuyết của Hoa Tiểu Nam, đuôi kim rung động với độ cong không thể nhận thấy, đó là chân khí của Đường Tuấn xuyên thấu qua ngân châm truyền vào trong cơ thể Hoa Tiểu Nam. Vẻ mặt Đường Tuấn bình tĩnh, toàn bộ tâm trí đều theo chân khí xem xét tình huống trong cơ thể Hoa Tiểu Nam. Trước kia anh chỉ có thể mơ hồ cảm giác được độc tố đã xâm nhập vào tủy xương của Hoa Tiểu Nam, nhưng lần này anh nhìn được càng rõ ràng hơn chỉ thấy trên kinh mạch huyệt vị ở hai chân của hoa tiểu nam phủ đầy những đốm đen rậm rạp giống như tổ ong những đốm này chắc là do những độc tố kia còn sót lại trong đầu đường tuấn bỗng hiện ra một ý nghĩ những đốm này chặn kinh mạch và huyệt vị của hoa tiểu nam khiến cho máu ở hai chân lưu thông trong trạng thái vô cùng chậm chạp vậy nên làm cho hoa tiểu nam không thể đi lại được thử một chút xem có thể rửa sạch những đốm này với chân khí hay không đường tuấn nghĩ như vậy chân khí lập tức di chuyển giống như dòng nước chảy xuôi qua bề mặt những vết đốm kia theo ý nghĩ của anh. Sau khi được chân khí đi qua rửa sạch, màu sắc của những vết đốm kia đã nhạt đi rất nhiều, giống như sỏi dính đầy bùn cắt được dòng sông rửa sạch, dần dần khôi phục lại bề mặt nhẵn nhụi ban đầu. Có hy vọng, trong lòng đường Tuấn khẽ xúc động, anh lại khuấy động chân khí một lần nữa để tiếp tục rửa sạch. Mà bên ngoài, sắc mặt của Hoa Tiểu Nam lại càng ngày càng hồng hào hơn hai chân của cô gái vốn rất nhạy cảm, cô ấy cũng như vậy. Tuy rằng chân khí của đường Tuấn ở trong cơ thể cô rửa sạch những vết đốm đó đi, nhưng cảm giác ngứa ngáy này lại không giảm mà còn tăng lên, dường như có một đôi tay vô hình không ngừng cào vào lòng bàn chân cô, hết lần này tới lần khác cô vẫn không có cách nào tránh thoát. chương 492, chỉ một tuần mà thôi, không gấp. Loại cảm giác này làm cho cô rất thoải mái, đồng thời trong lòng lại cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng nếu không phải đã quen đường tuấn được một thời gian quen thuộc với cách làm người của anh thì sợ rằng hoa tiểu nam sẽ cho rằng đường tuấn có ý nghĩ gì bất chính với cô hay không trạng thái này kéo dài nửa giờ chân khí trong cơ thể đường tuấn gần như khô cạn thì anh mới dừng lại sau khi được chân khí rửa sạch mấy lần màu sắc của những vết đốm kia đã nhạt đi rất nhiều so với lúc đầu đường tuấn bệnh của tiểu nam thế nào rồi bà độc thấy đường tuấn đã châm cứu xong thì vội vàng hỏi Vẻ mặt Hoa Tiểu Nam cũng chờ mong nhìn anh. Đường Tuấn nói, có lẽ cháu có biện pháp để Tiểu Nam đứng lên được. Hoa Tiểu Nam và bà Độc nghe vậy, đầu tiên trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó chợt lộ ra vẻ vui mừng, giọng nói cũng vô tình run rẩy theo thật, thật sao? Anh Đường, anh nói thật sao? Hoa Tiểu Nam cũng không dám tin hỏi lại. Cô ngồi trên xe lăn đã nhiều năm rồi, thậm chí đối với việc này cũng đã giữ thái độ chấp nhận, căn bản chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày đứng lên được. Đường Tuấn gật đầu, nói tuy rằng với y thuật của cháu tạm thời không có biện pháp loại bỏ toàn bộ độc tố cho tiểu nam, nhưng hẳn là có thể giúp cô ấy đứng lên được. Chất độc này đã xâm nhập vào tủy xương của hoa tiểu nam, tủy xương lại là cơ quan tạo máu, có thể nói hiện giờ chất độc đã phân bố khắp toàn thân hoa tiểu nam. Cho dù đổi máu toàn thân của cô ta một lần cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng đôi chân thì khác, đôi chân của hoa tiểu nam không thể đi lại được là bởi vì kinh mạch bị chất độc ngăn chặn, thanh trừ thì có thể khôi phục đi lại. Chỉ là lấy cường độ chân khí của đường Tuấn muốn triệt để hoàn thành nhiệm vụ này cần chút thời gian, khoảng chừng một tuần. Chỉ một tuần mà thôi, không gấp, bà độc cười ha hả nói. Hoa tiểu nam cũng vô cùng chờ mong, nhìn đường Tuấn, vẻ ngượng ngùng trên mặt càng hiện rõ. Nếu hai chân tốt lên, vậy thì không phải cô ta sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh anh hay sao? Ngày hôm sau, Đường Tuấn liên tục dùng chân khí bảo mòn những vết ban trong người hoa tiểu nam. May mà anh đã có thể thông hiểu được nguyên khí trong thiên địa, tinh thần đã lén nhập thần, chân khí phung phí hết sạch, tu luyện một đêm thì có thể khôi phục như thường. Nếu không thì người bình thường quả thật là ăn không tiêu. chương 493 cô ta đã kiềm nén quá lâu. Cứ như vậy một tuần nhanh chóng trôi qua. Hôm nay, đường Tuấn đã châm cứu xong cho hoa tiểu nam. Cô đứng lên thử xem, Đường Tuấn chia tay, nói với Hoa Tiểu Nam. Trải qua một tuần trị liệu, chân độc nơi hai chân của Hoa Tiểu Nam đã được bài trừ toàn bộ, kinh mạch thông suốt. Hoa Tiểu Nam dưới sự dìu đỡ của đường Tuấn từ từ đứng lên, vốn dĩ cô ta vừa đứng lên, sẽ vì hai chân bùn rủn vô lực mà ngã sắp xuống, nhưng bây giờ hai chân của cô ta dường như lại có được sức lực. Cảm giác thật sự từ trên chân truyền đến, vì đã lâu lắm không đi lại, khiến lúc vừa bắt đầu cô ta có hơi lảo đảo, nhưng sau mười mấy bước đi lại dưới sự dìu đỡ của đường Tuấn, cô ta đã có thể tự mình bước đi. Hoa tiểu nam đi lại mấy vòng ở trong phòng, càng đi càng nhanh, đi đến cuối cùng, hai mắt cô ta mơ hồ, nước mắt thấp ướt hai má. Cô ta đã kiềm nén quá lâu. Cô gái còn chưa đến 20 tuổi lại phải chịu đựng áp lực quá lớn. Ba mẹ mất tích, người trong tộc phản bội, hai chân bị tàn tật, tính mạng còn lại chưa đến nửa năm những chuyện áp lực này giống như một ngọn núi nhỏ đè lên đôi vai gầy yếu của cô cho đến hôm nay hai chân cô ta dẫm trên đất cuối cùng mới phát tiết ra ít nhất cô ta không cần chết trên xe lăn anh đường cảm ơn anh đi đến cuối cùng hoa tiểu nam trực tiếp nhào vào trong lòng đường tuấn ôm chặt lấy anh giống như đứa nhỏ giành được món đồ chơi yêu thích đường tuấn khẽ vỗ vỗ hoa tiểu nam ánh mắt kiên định nhất định phải chữa khỏi bệnh của hoa tiểu nam bà độc ở bên cạnh cũng nhìn đến hai mắt ướt lệ. Ngày mai là đại hội y học cổ truyền, chờ đại hội y học cổ truyền kết thúc, phải nhanh chóng đi dược y cốc một chuyến, lấy cỏ băng phách về. Đường Tuấn thầm nghĩ, ngày hôm sau, đại hội y học cổ truyền lần này là do nhà họ Vương Thế Gia y học cổ truyền truyền thừa đã 200 năm của tỉnh Khánh Hòa tự mình tổ chức. Tài trợ và chi phí liên quan do ông trùm bất động sản hình hán huân bỏ vốn, thế nào cũng gây chấn động ở tỉnh Khánh Hòa đại bản doanh của nhà họ Vương ở thành phố Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa, đại hội y học cổ truyền lần này tất nhiên cũng sẽ tổ chức ở thành phố Nha Trang. Thành phố Nha Trang ở phía bắc tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố một đoạn. Lúc Đường Tuấn và Thẩm Dũng đến câu lạc bộ Thiên Thanh của thành phố Nha Trang, đã gần giữa trưa. Đường Tuấn, anh thật sự có cách đi vào sao? Ngoài câu lạc bộ Thiên Thanh, Thẩm Dũng nhìn tấm bảng hiệu lớn đó, hơi lo lắng hỏi. Chương 494, yên tâm đi ông Thẩm Tôi tự có biện pháp. Thiên Thanh chính là một trong những đại từ của y học cổ truyền, nhà họ Vương lấy hai chữ Thiên Thanh đặt tên, có thể thấy nhà họ Vương có tự tin thế nào đối với nội hàm của mình. Ngay từ đầu Thẩm Dũng mời Đường Tuấn duy trì yên ổn cho đại hội y học cổ truyền, nhưng sau đó ngay cả dược y cốc môn phái y học cổ truyền cũng cố ý xuất thế vì đại hội y học cổ truyền lần này, Thẩm Dũng tất nhiên không có loại ý tưởng này nữa. Nhưng ông vẫn cho rằng y thuật của Đường Tuấn vô cùng cao siêu cho dù so sánh với đệ tử truyền thừa của dược y cốc, vẫn không thua kém chút nào, cho nên ông mới cố gắng muốn giúp đỡ Đường Tuấn tham gia đại hội y học cổ truyền. "Yên tâm đi ông thẩm, tôi tự có biện pháp." Đường Tuấn cười nói. Diệp Quang vừa gọi điện thoại đến, nói rằng đã đến thành phố Nha Trang, khoảng 10 phút nữa thì có thể đến. Dù thế nào Vương Tấn Lợi cũng không không tưởng tượng được anh sẽ lấy bác sĩ ưu tú của viện điều dưỡng Kim Sơn để xuất hiện nhỉ? Thẩm Dũng thấy sự tự tin trên mặt Đường Tuấn lúc này mới hơi yên tâm một chút. Câu lạc bộ thanh giờ này vô cùng náo nhiệt, không chỉ có cao thủ y học cổ truyền đến từ các nơi của tỉnh Khánh Hòa, còn y học cổ truyền của các tỉnh khác. Thậm chí Đường Tuấn còn nhìn thấy mấy người nước ngoài tóc vàng, chắc là đến từ nước ngoài hoặc là mấy bệnh viện Tây y lớn trong Việt Nam. Đại hội y học cổ truyền lần này nhà họ Vương làm thật long trọng, không chỉ mời y học cổ truyền, ngay cả bác sĩ và học giả Tây y nổi tiếng trong nước đều mời đến không ít. Thẩm Dũng chỉ vào một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi đeo mắt kính gọng vàng ở đằng xa, nói, người đó tên là Smith, chuyên môn nghiên cứu phương diện ung thư, nghe nói ông ta đã nghiên cứu phát minh ra thuốc có thể ức chế hiệu quả ung thư, chỉ là trước mắt còn chưa công bố xác thực. Ông ta không chỉ là bác sĩ hội trần của bệnh viện nổi tiếng ở Hà Nội, mà còn giáo sư chính quy của Đại học Hà Nội, thân phận rất cao quý. Đi theo đằng sau ông ta chính là học trò Hà Văn Thanh của ông ta, nghe nói là sinh viên hàng đầu của viện y học Hà Nội, học tây y trong trường đại học. Nhưng cậu ta lại xuất thân từ thế gia y học cổ truyền nhà họ Hạ. Lúc Hạ Văn Thanh còn nhỏ, đã từng bái làm học trò của Vương Trọng Khang, thậm chí Vương Trọng Khang còn muốn nhận cậu ta làm đệ tử ruột, truyền thụ ngũ long châm pháp. Đáng tiếc, sau này không biết đã xảy ra chuyện gì, Hạ Văn Thanh bỏ y học cổ truyền, chuyển sang tây y. Thẩm Dũng nhìn về phía thanh niên khoảng 20 tuổi sau lưng Smith, giọng điệu thổn thức không ngừng. À, lông mày đường tuấn nhíu lại, ánh mắt chuyển đến trên người Hạ Văn Thanh. Y học cổ truyền rất coi trọng truyền thừa, Vương Trọng Khang nguyện ý nhận Hạ Văn Thanh làm đệ tử đóng cửa, thậm chí còn truyền thụ ngũ long châm pháp, bản thân cũng đã chứng minh Hạ Văn Thanh có thiên phú trên phương diện y học cổ truyền. Hạ Văn Thanh thoạt nhìn có chút gầy yếu, bộ dạng cũng không anh tuấn gì, nhìn như khúc gỗ, làm cho người ta cảm thấy cậu ta giống một tên mọt sách. Hạ Văn Thanh dường như cảm ứng được ánh mắt của Đường Tuấn, hơi nhíu mày, nhìn đường Tuấn một cái, nhưng không dừng lại bao lâu. Đã đi cùng thầy giáo Smith của cậu ta vào câu lạc bộ thiên thanh. Đường Tuấn cũng không để ý quá nhiều, hôm nay là ngày nhà họ Vương làm chủ nhà nghinh đón khách khứa, ngày mai đại hội y học cổ truyền mới chính thức bắt đầu. chương 495, giáo sư thẩm, ông sao vậy? Chỉ thấy Vương Tấn lợi mặc trên người một bộ Âu phục sang quý, vẻ mặt tức giận bước tới. Anh ta nói bằng giọng điệu quái gở. Đường Tuấn, anh thật đúng là không biết xấu hổ, lần trước tôi đã nói rõ ràng như vậy rồi, vậy mà anh còn dám mặt dày mày dạn tìm đến. Xem ra y thuật của anh cũng bình thường, nhưng ngược lại trình độ vô sỉ lại phải số một số hai ấy nhỉ. Vương Tấn Lợi, cậu nói chuyện chú ý một chút, y thuật của Đường Tuấn ra sao, cậu càng rõ ràng hơn bất kỳ ai khác. Thẩm Dũng tức giận đến tròm dâu cũng run rẩy theo, ông chỉ vào Vương Tấn Lợi mà mắng. Chẳng qua là bởi vì nhà họ Vương cậu muốn nịnh bợ phái hang vô thuốc cho nên mới không cho phép Đường Tuấn tham gia đại hội y học cổ truyền. Lý lẽ này của cậu là sao? Lần này tôi phải đòi một lời giải thích từ phía ông cụ Vương, để xem ông ta dạy dỗ cháu trai ra làm sao. Giáo sư Thẩm, ông sao vậy? Vương Tấn Lợi hơi lo lắng đứng dậy. Vương Tấn Lợi là người thừa kế, cũng là cháu đích tôn của nhà họ Vương nên đương nhiên anh ta biết Vương Trọng Khang không có nhiều thiện cảm với hai môn phái y học cổ truyền là hang vô thuốc và phái thần châm này. Nếu như ông cụ biết anh ta vì phái hang vô thuốc mà làm khó những khách mời khác chỉ sợ sẽ dùng tới gia pháp hầu hạ anh ta. Ông nội đúng là già cả hồ đồ, hai môn phái hang vô thuốc và phái thần châm này truyền thừa mấy ngàn năm vẫn sừng sững không ngã như cũ, thực lực lớn mạnh hùng hậu biết bao nhiêu. Nếu như họ đã đồng ý giúp đỡ cho nhà họ Vương chúng ta, nhà họ Vương muốn trở thành một trong 10 thế gia giàu có của Việt Nam cũng không phải là việc gì khó. Đó là vinh quang bậc nào kia chứ? Trong lòng Vương Tấn Lợi không khỏi có chút tức giận. Mặc kệ ông có nói cái gì, tôi cũng sẽ không để cho đường Tuấn bước vào đâu. Vẻ mặt Vương Tấn Lợi cứng rắn nói, lần này họp mặt y học cổ truyền chính quy chính là để bàn bạc về tương lai của y học cổ truyền. Anh ta liếc mắt nhìn đường Tuấn một chút rồi nói, nếu như để cho cái thể loại kiêu ngạo ngông cuồng này đi vào phá hủy mục đích họp mặt lần này, giáo sư thẩm có thể đảm đương được hết trách nhiệm hay không? Cậu, thẩm dũng ngẩn ra, không ngờ Vương Tấn Lợi mới nói răm ba câu thôi mà đã có thể đẩy đường Tuấn về phía đối lập với toàn bộ nền y học cổ truyền. Có rất nhiều người ở đây đều là những người thực sự tâm huyết với nền y học cổ truyền, tuy họ cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng người đang nói chuyện kia chính là cậu chủ Vương Tấn Lợi của nhà họ Vương, nên đương nhiên theo bản năng họ sẽ nghiêng về ý kiến của Vương Tấn Lợi. Ánh mắt của họ nhìn về phía đường Tuấn bắt đầu trở nên không tốt. Giáo sư thẩm, chúng tôi tôn trọng ông là người đức cao vọng trọng, là bậc cha chú của giới y học cổ truyền. Nhưng nếu ông vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc chung, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của y học cổ truyền, vậy thì cũng đừng trách chúng tôi. Vương Tấn Lợi chính là người thừa kế của nhà họ Vương, anh ta đã bảo thằng nhóc này không có chuyên môn, vậy thì chắc chắn là có lý do của anh ta. Giáo sư Thẩm cũng đừng có tự làm theo ý mình nữa. Giáo sư Thẩm, tôi thấy ông vẫn nên đưa anh ta ra ngoài đi. Nghe thấy những giọng nói xung quanh này, sắc mặt của Thẩm Dũng bắt đầu chuyển sang xanh mét, lửa giận trong mắt ông giống như sắp sửa phun trào. Ông sống lâu như vậy, đã bao giờ bị người ta chỉ trỏ ở trước mặt như vậy đâu? Đường Tuấn cũng âm thầm lắc đầu tuy anh có thể đoán ra được lòng giả của Vương Tấn Lợi, thế nhưng vẫn cảm thấy khinh thường. Vương Tấn Lợi muốn kéo việc buôn bán của nhà họ Vương lên đỉnh cao, anh cũng có thể mặc kệ, nhưng nếu bởi vì vậy mà làm tổn hại tới danh tiếng và tương lai của y học cổ truyền, anh sẽ không ngồi yên mà nhìn. Audio điện tử Võ Tấn Bền Trường 496 một đám ếch ngồi đáy giếng. Vương Tấn Lợi khoanh hai tay lại trước ngực cười lạnh. Câu lạc bộ thiên thanh là tài sản của nhà họ Vương, có thể nói nơi này chính là sân nhà của Vương Tấn Lợi, có ưu thế tự nhiên như thế, Đường Tuấn dựa vào cái gì mà đấu cùng anh ta đây? Hừ, một đám ếch ngồi đáy giếng, lúc này, một giọng nói chứa đầy tức giận vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người đang tiến lên phía trước. Người nói chuyện chính là Diệp Quang, đi theo phía sau ông ta là người có tên Tiết Thành Dân, cuối cùng hai người cũng đã tới. Ồ, đây chẳng phải là ông cụ Diệp, Viện trưởng của Viện Điều dưỡng Thành công ở khu vực Bắc Bộ đấy sao? Đã rất nhiều năm ông ta không tham dự đại hội y học cổ truyền rồi, thế mà lần này ông ta lại tới tham dự. Thật đúng là kỳ lạ. Nghe nói ở chỗ Viện Điều dưỡng Thành công của Diệp Quang này có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, trong đó còn có không ít người ở Hà Nội, mối quan nhân lực hết sức rộng rãi. Tôi còn nghe nói khoảng thời gian trước, ông cụ Mộ Dung cũng chữa bệnh ở Viện Điều dưỡng Thành công, bây giờ cơ thể ông cụ cũng đã cực kỳ khỏe mạnh. Đúng vậy tôi cũng có nghe nói, ông cụ của nhà mộ dung hình như là mắc bệnh ung thư, hơn nữa còn là ung thư giai đoạn cuối. Ngay cả ung thư giai đoạn cuối mà còn có thể chữa khỏi, chắc chắn là kỳ tích và vinh quang của toàn bộ giới y học. Cũng chẳng trách lần này Diệp Quang lại tới tham gia đại hội y học cổ truyền, chỉ sợ lần này ông ta sẽ thu hút hết sự chú ý của mọi người thôi. Nhưng mà tôi nghe nói thân phận người lúc đó chữa bệnh cho ông cụ mộ dung rất thần bí, cho tới bây giờ viện điều dưỡng thành công cũng không chịu tiết lộ ra không nhận được chứng thực cũng không biết là thật hay giả lúc này diệp quang đã đi đến trước mặt vương tấn lợi giọng điệu nặng nề nói đường tuấn là thầy thuốc do viện điều dưỡng thành công chúng tôi đặc biệt mời tới thân phận và địa vị ngang với viện trưởng ai nói cậu ta không có tư cách tham gia đại hội y học cổ truyền lần này vậy ông diệp ông thế này là sao vương tấn lợi hơi buồn bực diệp quang trước mặt này không giống như thẩm dũng Viện điều dưỡng thành công do ông ta mở ra chính là bệnh viện tư nhân lớn nhất toàn quốc, hơn nữa Diệp Quang còn có liên hệ với rất nhiều nhân vật có tiếng nói, bối cảnh chỗ dựa của ông ta đều hết sức vững chắc kiên cố, không hề thua kém nhà họ Vương. Còn nữa, trong khoảng thời gian này tin tức viện điều dưỡng thành công chữa trị khỏi ung thư giai đoạn cuối đã lan truyền rộng khắp toàn bộ giới y học cổ truyền Việt Nam, có thể nói danh tiếng của viện điều dưỡng thành công đang rất vang dội. Lúc này, ngay cả Vương Tấn Lợi cũng không muốn đắc tội với Diệp Quang muốn tôi lặp lại lần nữa sao thân phận của đường tuấn chính là thầy thuốc được viện điều dưỡng thành công đặc biệt mời tới tham dự đại hội y học cổ truyền diệp quang cười khẩy nói chẳng lẽ cậu còn muốn tôi đưa giấy chứng nhận ra sao vương tấn lợi ngượng ngùng cười nói không cần ạ à. anh ta cười như không cười nhìn diệp quang nói chỉ là ông diệp nên suy nghĩ kỹ lại đại hội y học cổ truyền lần này có rất nhiều nhân vật quan trọng tới tham dự nếu như đường tuấn gây ra chuyện rắc rối gì ông diệp có nghĩ tới hậu quả chưa ông có gánh nổi trách nhiệm này không? Cộng thêm nhà họ Lý của tôi vào không biết có thể gánh bác được cái trách nhiệm theo như lời của anh Vương nói hay chưa? Một giọng nói dịu dàng truyền đến, Lý Ngọc Mai mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt chậm rãi bước tới bên cạnh đường Tuấn, cô ta trừng mắt lườm anh một cái, giống như đang trách móc anh không chờ cô ta. chương 497 Thẩm Dũng, Diệp Quang, hơn nữa còn có tập đoàn thịnh thiên sau lưng Lý Ngọc Mai đây đã là lực lượng mà anh ta không thể coi thường nếu như anh ta thật sự còn muốn ngăn cản đường tuấn chỉ sợ chuyện này rất nhanh sẽ truyền tới chỗ của ông nội anh ta hơn nữa chuyện này còn có khả năng bôi nhọ danh dự nhà họ vương kéo theo những ảnh hưởng rất xấu lúc đó hậu quả không còn là thứ mà anh ta có thể gánh đỡ nổi nghĩ thông suốt những điều này trên mặt vương tấn lợi nở nụ cười nói đương nhiên hoan nghênh tôi thay mặt cho nhà họ vương hoan nghênh các vị đã đến nói xong anh ta nhường ra vị trí cửa ra vào làm động tác tay mời lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội trò chuyện với ông cụ vương một chút hỏi xem có phải nhà họ vương chiêu đãi khách mời như vậy hay không hừ diệp quang lạnh giọng nói sắc mặt vương tấn lợi trở nên khó coi nở nụ cười gượng gạo anh ta vốn cho rằng đường tuấn có thể có thẩm dũng làm chỗ dựa đã là chuyện xưa nay chưa từng thấy rồi mặc cho anh ta có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được vì sao diệp quang lại nhúng tay vào ngay cả Lý Ngọc Mai, người cực kỳ không chào đón Đường Tuấn cũng ủng hộ anh. Tất cả những nhân tố ngoài ý muốn này đã làm mất hết luôn mặt mũi của cậu cả nhà họ Vương. Y học cổ truyền là y học cổ truyền của mọi người, cũng không phải là vật sở hữu riêng của nhà họ Vương. Lúc đi ngang qua bên cạnh Vương Tấn Lợi, Đường Tuấn thản nhiên nói một câu. Vương Tấn Lợi ngẩn ra, chỉ biết nhìn theo bóng lưng của anh. Lúc này những người khác cũng mới kịp hình dung chuyện gì đang xảy ra nhìn thấy vương tấn lợi vài người lanh lợi lập tức suy nghĩ vốn dĩ nguyên nhân là do vương tấn lợi bọn họ cũng không nán lại gặp đường tuấn giờ thấy anh được ba nhà hợp lại bảo vệ như vậy cũng đủ để chứng minh đường tuấn không phải loại người như vương tấn lợi nói ít nhất y đức của anh cũng không tệ đến vậy diệp quang bảo vệ đường tuấn như vậy chẳng lẽ anh là người đã chữa khỏi bệnh ung thư cho ông cụ nhà mộ dung sao một ý nghĩ xẹt qua đầu mọi người đột nhiên ánh mắt bọn họ sáng rực lên nếu Đường Tuấn thật sự dùng y học cổ truyền trị khỏi được ung thư, như vậy chẳng phải gián tiếp chứng minh y học cổ truyền tốt hơn y học hiện đại sao? Trong thoáng chốc, ánh mắt mọi người nhìn Đường Tuấn trở nên khác hẳn. Vương Tấn Lợi cũng nghĩ đến chuyện này, thấy biểu cảm của những người này, anh ta thầm thở dài một hơi, dặn dò mấy cô gái đón khách vài câu, rồi một mình bước vào câu lạc bộ Thiên Thanh. Mặc dù gọi câu lạc bộ Thiên Thanh là câu lạc bộ, nhưng thật ra nó giống một trang viên hơn, bên trong có rất nhiều biệt thự nhỏ biệt lập. Vương Tấn Lợi quen thuộc đi đến một căn biệt thự, trong sân biệt thự có 7-8 vệ sĩ dáng người trung niên đang đứng. Chỉ là hơi thở trên người những người này vô cùng mạnh mẽ, đều là nội công cảnh giới đại thành, thậm chí còn có cao thủ đạt tới cảnh giới luyện công hóa khí. Vương Tấn Lợi nhìn bọn họ trong lòng bỗng thầm giật mình, quả nhiên không hổ là truyền thừa mấy ngàn năm của môn phái y học cổ truyền cổ, nội tại bên trong thật khiến người ta kinh ngạc. Vương Tấn Lợi khẽ gật đầu với một người đàn ông trung niên đang ngồi xếp bằng trong sân. Sau đó anh ta lập tức bước vào biệt thự. Chương 498, anh nên kiềm chế chút đi. Trong biệt thự đang phát đoạn nhạc cổ điển nhẹ nhàng, trên ghế sofa rộng rãi trong phòng khách có một người đàn ông và một phụ nữ đang trò chuyện. Người đàn ông đó chính là Tôn Khanh mà Đường Tuấn từng gặp mặt một lần vào hôm đó, còn người phụ nữ kia cũng tầm 28, 29 tuổi. Cô ta mặc một cái váy màu trắng, khuôn mặt không tính là quá xuất sắc, cũng chỉ thuộc dạng trên trung bình một chút nhưng khí chất lại xuất chúng tựa như tiên nữ không nhiễm bụi trần, làm người ta không dám tới gần. Anh Tôn, cô cơ, Vương Tấn Lợi chào hỏi hai người. Tôn Khanh và cô gái khẽ gật đầu. Anh Tôn, đường Tuấn kia vẫn đến đây rồi. Tuy Vương Tấn Lợi là cháu đích Tôn, tương lai cũng sẽ là người thừa kế của nhà họ Vương, nhưng trước mặt hai người này anh ta lại vô cùng cẩn trọng. Tôn Khanh là truyền nhân của phái hang vô thuốc, còn cô cơ là đệ tử duy nhất của môn chủ phái thần châm. Loại thân phận này cũng đủ để không cần đếm xỉa đến phần lớn thế gia giàu có khác rồi. Tôn Khanh liếc nhìn Vương Tấn Lợi một cái, trong ánh mắt anh ta chợt lóe lên ý khinh thường nói, đến thì đến thôi, cậu ta chỉ là một nhân vật nhỏ nên không làm nổi lên sóng gió gì được đâu. Lúc này Vương Tấn Lợi mới hơi yên lòng, diệp quang của viện điều dưỡng thành công cũng đến, hiện tại Đường Tuấn là thầy thuốc được viện điều dưỡng thành công đặc biệt mời đến. Dường như diệp quang rất coi trọng Đường Tuấn hơn nữa bây giờ cũng có không ít suy đoán người đã chữa khỏi ung thư cho ông cụ của nhà mộ dung chính là đường tuấn khuôn mặt lạnh lùng của cô cơ bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên những thứ y học cổ truyền ngoài giới này cũng có thể chữa khỏi được ung thư à tuy cô ta không cố ý bày ra vẻ mặt khinh thường nhưng ai cũng nghe ra ý khinh thường ngay trong lời nói dù đặt bệnh ung thư vào hai môn phái y học cổ truyền cổ của bọn họ thì đây cũng là căn bệnh vô cùng khó chữa trị dù là cô cơ cũng chưa chắc có thể chữa khỏi được chỉ là suy đoán thôi, còn chưa chắc chắn bệnh của ông cụ nhà họ mộ dung có phải ung thư hay không mà, viện điều dưỡng thành công bên kia cũng chưa công bố. Giọng nói Vương Tấn Lợi lộ ra vẻ không tin, anh ta cho rằng nếu viện điều dưỡng thành công thực sự có khả năng chữa ung thư thì đã công bố ra ngoài từ lâu, thu về cả danh tiếng lẫn của cải luôn rồi. Ừ, tôi cũng không tin trừ hang vua thuốc và phái thần châm ra vẫn còn người có thể chữa được ung thư, chắc vài người đang nghe nhầm đồn bậy thôi. Còn Đường Tuấn, tạm thời cứ để cậu ta tùy ý bay nhảy chút đi, đợi sau khi đại hội y học cổ truyền kết thúc, tôi sẽ có biện pháp đối phó với cậu ta. Tôn Khanh khinh thường nói. Vương Tấn Lợi khẽ gật đầu, vậy chuyện hợp tác giữa nhà họ Vương và hang vua thuốc thì sao? Tôn Khanh khoát tay, vẻ mặt không để tâm nói, yên tâm, chỉ cần lần này hang vua thuốc và phái thần châm có thể thuận lợi nắm trong tay đám y học cổ truyền tự cao tự đại đó, thì nhà họ Vương các người sẽ có công lớn nhất. Có sự trợ giúp của hang vua thuốc và phái thần châm, cho dù nhà họ Vương muốn trở thành thủ phủ của Việt Nam cũng chẳng phải vấn đề lớn đâu." Vương Tấn Lợi vội vàng cảm ơn, sau đó mới lui ra ngoài. Một tên đầu óc còn chưa phát triển mà cũng xứng nói chuyện hợp tác với Hang Vua Thuốc sao? Đợi sau khi Vương Tấn Lợi rời đi, Tôn Khanh không che giấu khinh thường nữa mà nói. "Chương 499, ông cụ nhà họ Vương nghĩ vậy thật sao?" Dường như cô ta đang nhớ lại vài chuyện cũ, trên mặt lộ vẻ trầm tư. Năm đó ông cụ đó một mình đến hang vô thuốc và phái thần châm, cũng bị người khác khinh thường như vậy, nhưng ông ta đã dùng sức một người để đánh bại 10 người lão luyện của hai môn phái y học cổ truyền cổ. Sau đó môn chủ hiện tại của phái thần châm phải đứng ra tỉ thí mới miễn cưỡng làm ông ta tâm phục khẩu phục. Vị môn chủ đó là sư phụ của cô cơ. Cô cơ từng nghe sư phụ nói nếu không phải do xuất thân từ phái thần châm thì ông ấy cũng không phải đối thủ của ông cụ kia rồi. Tôn Khanh nghe vậy thì ngẩn ra, chợt liếm môi nói, ha ha, ông ta cũng đã phải trả cái giá lớn đấy thôi. Hơn nữa, có một người như ông già đó cũng đã khó lắm rồi, làm sao lại có nhiều người giống ông ta như vậy được. Tuy lời nói của Tôn Khanh khó nghe nhưng cô cơ hoàn toàn đồng tình. Nếu trên thế giới này ai trong giới y học cổ truyền cũng như đường hạo thì sẽ chẳng cần phái thần châm và hang vua thuốc làm gì nữa rồi. Lúc này, đám người đường Tuấn đã tiến vào câu lạc bộ thiên thanh. Vương Tấn Lợi đúng là không tử tế chút nào. Trên mặt Diệp Quang mang theo phẫn nộ, bực tức nói: "Nếu đã là đại hội y học cổ truyền thì ai trong giới y học cổ truyền cũng tham gia được mà, dựa vào cái gì mà nhà họ Vương bọn họ có thể tùy ý quy định ai được đi ai không được đi chứ?" Thẩm Dũng nói: "Cũng đâu còn cách nào, thế giới này nhiều người trong giới y học cổ truyền như vậy, nếu ai cũng có thể tham gia thì còn ra thể thống gì nữa. Nhà họ Vương cũng không đủ tiền để tiêu đâu." Diệp Quang nói: "Vậy cũng không thể để bọn họ làm vậy." vì lợi ích bản thân mà gạt hết bao nhiêu thầy thuốc y học cổ truyền tốt ra ngoài, đây là hành động không công bằng đấy." Thẩm Dũng nói, ông cụ nhà họ Vương có nghĩ đến việc này, nên ông ấy mới có lòng mở đại hội y học cổ truyền, muốn thành lập một hiệp hội y học cổ truyền dành riêng cho y học cổ truyền đấy. Cho càng nhiều người có hứng thú với y học cổ truyền gia nhập vào, đồng thời cũng bảo đảm quyền lợi của y học cổ truyền. Diệp Quang khẽ nhíu mày, ông cụ nhà họ Vương nghĩ vậy thật sao?" Thẩm Dũng gật đầu, mặc dù tôi chỉ mới gặp ông cụ vương vài lần nhưng nhân phẩm của ông ấy thì khỏi phải bàn ông ta nhìn thoáng qua đường tuấn trong lòng thầm than một tiếng có điều không biết mấy người trong nhà họ vương có cùng suy nghĩ với ông ấy không thôi mấy người nhà họ vương trong miệng anh ta chính là vương tấn lợi trong lòng mọi người đều hiểu rõ điều này đường tuấn nghe hai người nói chuyện thì trong lòng hơi lung lay nếu nhà họ vương thật sự thúc đẩy hiệp hội y học cổ truyền đối với y học cổ truyền mà nói tất nhiên đây là chuyện không thể tốt hơn, nhưng lỡ có người ác ý thao túng thì sẽ gây ra những tổn hại không thể bù đắp cho mọi người trong giới y học cổ truyền. Hiệp hội y học cổ truyền cũng như con dao hai lưỡi, đều phụ thuộc vào việc nó được sử dụng như thế nào. Và ai là người điều khiển nó? Tính tông. Lúc này, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Tiết Thành Dân mở cửa ra đã thấy Vương Tấn Lợi đang đứng trước cửa. Vương Tấn Lợi quét một vòng mắt nhìn trong phòng, cuối cùng ánh mắt anh ta rơi lên người đường Tuấn, lạnh lùng nói, ông nội tôi muốn gặp anh. Anh đi theo tôi. chương 500, tôi cũng không biết tại sao ông nội lại muốn gặp các người. Mấy người đường Tuấn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng có chút khó hiểu. Theo lý mà nói, với tư cách là người đứng ra tổ chức đại hội y học cổ truyền, ông cụ vương chắc phải vô cùng bận rộn, sao có thể có thời gian để gặp họ. Tôi cũng không biết tại sao ông nội lại muốn gặp các người. Vương Tấn Lợi có chút chán ghét cho mày ông nội anh ta muốn gặp thẩm dũng và diệp quang thì cũng còn có thể hiểu được dù sao thì hai người họ đều có thành tích và sức ảnh hưởng không nhỏ trong giới y học cổ truyền đối với nhà họ vương mà nói cũng là đối tượng xứng đáng để kết giao nhưng ông cụ lại đặc biệt gọi tên của đường tuấn điều này làm anh ta vô cùng khó hiểu rốt cuộc tên này có gì tốt mà lại có thể khiến ông nội đặc biệt muốn gặp chẳng lẽ ông nội thật sự cho rằng anh ta có thể chữa khỏi bệnh ung thư sao điều này quá nực cười rồi trong lòng Vương Tấn Lợi có chút hoán giận. Nếu là ông cụ Vương đã mở lời, vậy chúng ta cứ đi gặp ông ấy một lát đi." Thẩm Dũng nói. Đường Tuấn và Diệp Quang đương nhiên không có ý kiến gì khác. Vốn Đường Tuấn muốn đưa cả Lý Ngọc Mai cùng đi, nhưng cô ta lại muốn tự mình đi lại xung quanh, nên anh cũng không cưỡng ép cô ta nữa. Vương Tấn Lợi dẫn đường, đưa đám người bước vào sâu bên trong câu lạc bộ Thiên Thanh. Câu lạc bộ Thiên Thanh nằm ở ngoại thành hướng về thành phố Hà Giang. Diện tích nơi đây rất lớn, nếu so sánh với nhà tổ của nhà họ Mộ Dung cũng không kém là bao. Thế mới thấy, tiềm lực kinh tế của nhà họ Vương hùng hậu thế nào. Bất cứ ngành nghề nào, chỉ cần là người đứng trên đỉnh cao nhất thì tuyệt đối không thể kém cỏi được. Mấy người Đường Tuấn đi vào sân trong nhỏ, sân trong mang phong cách cổ kính, tường đỏ ngói đen, vô cùng tĩnh mịch. Trong sân nhỏ, có mấy người đang ngồi ở đó nói chuyện. Ngồi trên vị trí chính là một ông cụ tóc bạc trắng, trên mặt ông cụ đầy nếp nhăn, rõ ràng tuổi tác ông ta đã lớn, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Lúc ông ta ngồi, sống lưng thẳng tắp, trên mặt mang theo sự ấm áp và ý cười, dường như không mang theo chút nào tư thái tuổi xế chiều của người già hay có. Mà ngồi bên cạnh ông cụ là một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi xem ra có chút ngây ngốc, ánh mắt như không có thần sắc, khiến cho người ta cảm giác cậu ta giống một tên mọt sách. Lúc ở ngoài câu lạc bộ Thiên Thanh, Đường Tuấn đã từng gặp Hạ Văn Thanh Thầy của cậu ta là ông Smith cũng đang ngồi ở đó. Ngoại trừ hai người này, còn có một người, cũng chính là người tài trợ của đại hội y học cổ truyền lần này, trùm bất động sản của tỉnh Khánh Hòa Hình Công Huy. Ông Vương, vậy chúng ta quyết định như vậy đi, nếu như tổ chức đại hội y học cổ truyền, mọi chi phí sẽ đều do tôi phụ trách. Hình Công Huy nhìn thấy mấy người đi vào, đứng dậy nói với ông cụ. Ông cụ gật đầu nhẹ nhàng, tỏ ý đồng tình sau khi hình công huy gật đầu cảm ơn lập tức muốn rời đi cậu đường chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nhìn thấy đường tuấn hình công huy dừng bước cười nói nghe nói lần này cậu đường tham gia đại hội y học cổ truyền tôi thực sự rất vui dựa vào y thuật của cậu đường nhất định có thể bộc lộ tài năng trên đại hội y học cổ truyền nói không chừng còn có thể lấy được hạng nhất đường tuấn bình tĩnh gật đầu không tỏ ra biểu cảm nào với lời khen của hình công huy audio điện tử võ tấn bền hết chương 500